chương 974. Giết người hay cứu người đây? Nhiếp nhiên lẻn được vào trong căn cứ, mục đích ban đầu là muốn cứu dân đảo, kết quả chẳng tìm được ai mà lại gặp được Hoác Hoành đã lâu rồi không gặp. Cô nhíu mày hỏi lại, tôi cũng muốn biết sao anh lại ở trong này. Người này không ở thành phố A sắm vai nằm vùng đi tới đây làm gì chứ? Không phải là bị cướp biển bắt tới đây đấy chứ? Trong đôi mắt dịu dàng của Hoác Hoành tràn đầy sự vui sướng ngay cả khóe miệng cũng hơi cong lên, bàn bạc một chút chuyện làm ăn. Bao lâu rồi anh chưa gặp cô nhỉ? Hình như đã mấy tháng rồi. Cảnh tượng ngày đó bọn họ cùng ôm bom đồng sinh cộng từ còn hiện rõ trước mắt giờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh thế này. Anh lặng lẽ cảm thán trong lòng, nhấp nhiên thì lạnh lùng cười nhạo anh bàn bạc làm ăn trong nhà ra mà. Hoác hoành tỏ vẻ gật gù hài lòng, đúng thế, đây là đãi ngộ dành cho khách quý của cướp biển đấy. Nhiếp nhiên khẽ nhướng mày, cô tốt lên theo bản năng, vết thương của anh không sao chứ. Tuy lúc trước cô đã giải phẫu cho anh rồi, nhưng cuộc giải phẫu đó quá đơn sơ, cũng rất có khả năng mảnh đạn vẫn còn sót lại trên vai anh, gây ra mưng mù và nhiễm trùng. Hoác hoành nhìn vẻ mặt nghiêm túc và lạnh lùng của cô thì cảm thấy vô cùng vui vẻ. Không ngờ cô gái nhỏ này vẫn còn nhớ vết thương của anh. Tuy trong giọng nói không có nhiều lo lắng, nhưng tốt xấu gì vẫn là một câu hỏi thăm xem ra mình cũng có một chút trọng lượng ở trong lòng cô. Không sao đâu, bị thương nhẹ thôi mà. Hoác hoành nhìn nhiếp nhiên bằng ánh mắt dịu dàng, giọng nói tràn ngập sự thản nhiên. Nhưng nếu A Hồ ở cách vách mà nghe được thì chắc chắn sẽ tức giận nhảy dựng lên. Tối hôm đó, khi anh ta tới đón, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của nhị thiếu, đi đường thì lảo đảo, sau đó vào xe rồi mới phát hiện cả người anh dính đầy máu, áo sơ mi trắng cũng đã bị nhuộm đỏ sẫm anh ta lập tức gọi điện thoại cho bác sĩ riêng của Hoác Hoành, lập tức sắp xếp phẫu thuật. Phẫu thuật suốt 6 tiếng đồng hồ, có vài mảnh đạn nhỏ đã găm cả vào xương, khiến xương gãy vô cùng nghiêm trọng, vì thế phải ở nhà nghỉ ngơi suốt 2 tháng. Cũng chính nhờ hai tháng quý giá này, Hoác Trừ đã hốt gọn Hoác Thị, trở thành Hoác Tổng danh chính ngôn thuận. Có thể nói, một phát súng này đã đánh cho Hoác Hoành trở lại vị trí ban đầu. Nhưng nhiếp nhiên lại không hề biết gì về những việc này vậy là tốt rồi, nhiếp nhiên thấy tinh thần anh tỉnh táo có vẻ như đã khôi phục tốt nên cũng yên tâm hơn. Tuy nhiên phần nhân tình đó, cô biết là cô vẫn còn nợ anh. Em không cần cảm thấy nợ tôi, lúc đó là tôi làm liên lụy tới em, thậm chí sau đó em còn cứu tôi, chắn một súng cho em là chuyện tôi nên làm thôi. Dường như hoắc hoành nhìn thấu ý nghĩ của cô, cười một cách thản nhiên. Nhiếp nhiên lắc đầu, cho dù tôi không cứu anh, tôi nghĩ anh vẫn có cách thôi. chương 975. Giết người hay cứu người đây? Nhưng lần này, Hoác Hoành lại lắc đầu, không cảm giác tự cứu và được cứu khác nhau chứ. Anh là người nằm vùng, ngoài Lý Tông Dũng ra, những người khác tới cứu anh đều rất có thể có mục đích khác, có khi một giây trước còn cứu anh, giây sau đã dí súng vào đầu anh rồi. Cảm giác vô vọng khi sinh tồn trong thế giới kẹp trong kẽ hở giữa chính nghĩa và tội ác đã dạy cho anh một điều, đó là anh không được tin bất kỳ ai bởi vì được cứu không có nghĩa là thật sự được cứu vớt rất có khả năng tiếp theo sẽ là cạm bẫy và nguy hiểm cho nên anh chỉ có thể tự dựa vào bản thân mình nhưng nhiếp nhiên lại hiểu sai ý anh nghĩ rằng anh đang chờ mong được cô cứu liền không khỏi nhíu mày lạnh lùng nói tôi thà tự cứu chứ không cần được cứu nhưng nếu em cứu tôi thì lại khác mắt anh sáng lấp lánh lời nói mang theo cảm xúc rất khó miêu tả bởi vì tôi biết, ngoài thầy ra, em là người duy nhất tôi có thể tin tưởng, người duy nhất. Tôi đã đứng cô độc trong bóng tối rất lâu, rất lâu, em chính là nguồn sáng duy nhất giúp tôi thức tỉnh, giúp tôi có khao khát muốn sống. Sau khi Nhiếp Nhiên nhìn thấy trong đáy mắt anh lóe lên thứ ánh sáng khiến người ta kinh hãi thì trong lòng lập tức xuất hiện vẻ khác thường, chuyển chủ đề theo bản năng, anh tới đây bao lâu rồi? Hoắc Hoành biết cô cố ý né tránh nên cũng không cưỡng cầu, trả lời cô, mấy ngày rồi? Lần này anh muốn lấy lại quyền quản lý ở Hoắc thị thì nhất định phải giải quyết ổn thỏa việc làm kho vũ khí. Sở dĩ Hoắc Khải Lãng gọi Hoắc Trừ từ nước ngoài về là muốn gây áp lực cho anh, ép anh nhanh chóng giải quyết ổn thỏa chuyện xây dựng kho vũ khí. Nhiếp Nhiên suy nghĩ một hồi rồi lạnh lùng hỏi, "Lần vây quét này là do anh bày ra đúng không?" Nếu là tôi bày ra thì tôi sẽ không ngồi ở đây mới đúng chứ. Hoắc Hoành cười, không trả lời thẳng, không phủ nhận cũng không thừa nhận hẳn là người đó đã nói qua với anh bảo anh hỗ trợ giữ nhóm dân đảo kia lại sao em lại khẳng định thế cô không nói thẳng người đó là ai nhưng hai người đều hiểu rõ trong lòng là lý tông dũng hoác hoành nhìn cô chắc chắn như thế thì lập tức khen ngợi em thật thông minh khẩu khí hoàn toàn giống như đang khen ngợi trẻ con điều này khiến cho nhiếp nhiên không khỏi trừng mắt với anh nhưng tôi không rõ là tại sao anh muốn xây dựng kho vũ khí ở đây mà lại để đội dự bị tới đây vây quét đám cướp biển chứ. Chương 976. Giết người hay cứu người đây? Hoác Hoành mỉm cười. Chỉ vào mặt đất chỗ mình đang ngồi, chỗ này có tính bí ẩn rất cao, vị trí tốt, không gần nơi náo nhiệt cho nên bọn họ tăng giá. Bị nâng giá lên như thế hoàn toàn vượt ra ngoài dự tính của tôi tôi không còn cách nào khác nên chỉ có thể để bọn họ gặp xui xẻo mượn cơ hội đè thấp giá xuống thôi lời anh nói ra toàn là thủ đoạn bẫy người thế mà anh còn nói hợp lý và đương nhiên như thế nhiếp nhiên bị anh làm cho cạn lời đến nửa ngày cuối cùng nói một câu đúng là không gian xảo thì không đi buôn nói rất có lý hoác hoành bất đắc dĩ nhún vai nói không còn cách nào cả không thể đùa giỡn với việc làm ăn được nếu không sẽ mất tiền đấy nhưng nụ cười trên khóe miệng anh lại càng sâu hơn. Giờ anh diễn càng ngày càng nhập vai đấy nhỉ, nhiếp nhiên sẵn giọng trong ánh mắt xuất hiện vẻ châm chọc. Hoác hoành phi cười, trên mặt hiện vẻ đắc ý, đến bản thân mình còn không lừa nổi thì sao có thể lừa người khác được chứ? Hiện tại anh khiến bọn chúng gặp xui xẻo, để đội dự bị bắn súng từ bên ngoài để hù dọa họ sao? Nhiếp nhiên bình ổn lại tâm tình, lại hỏi. Vậy thì còn phải hỏi em, em tới đây để cứu người, hay là giết người? Hoác hoành hơi ngẩng đầu nhìn nhiếp nhiên mặc đồ ngụy trang đứng trước mặt. Trên quần áo cô dính đầy vết máu, hẳn là đã giết không ít cướp biển. Ánh mắt nhiếp nhiên hơi dao động một chút sau đó đáp tôi chỉ muốn cứu những người dân đảo kia đi. Hoác hoành nghe cô trả lời như thế thì nhướng mày, không đáp mà hỏi lại. Không phải em làm sai vặt ở lớp cấp dưỡng hay sao? Ngày đó, khi anh gọi điện thoại cho Lý Tông Dũng, biết cô tới quân khu 2 làm sai vặt thì tức giận tới mức không thể miêu tả hết được cô đang làm lính được huấn luyện trong đội dự bị ngon lành tự nhiên lại đi làm sai vặt cho người ta chẳng phải là đày đọa bản thân sao nhưng nghĩ lại chính anh đã chấp nhận cho cô rời đi hơn nữa cũng biết cô muốn có tự do vì thế anh rơi vào đường cùng nên đành phải buông tay để mặc cô dù sao thì nếu cô không muốn làm cũng không ai ép cô được nhiếp nhiên nghe thế thì cười đáp sao hả ông ấy không nói với anh là tôi đã bị giáng chức thành người canh gác kho súng rồi à Hoác hoành vốn đang thầm cười khổ, nghe thấy thế thì ngây ngẩn cả người, gác kho súng. Việc này còn không bằng lính cấp dưỡng nữa. Vậy vì sao em lại lên đảo? Hoác hoành thực sự không hiểu nổi. Cứu người, đôi môi đỏ mọng của nhấp nhiên khẽ mở. Hoác hoành cười khẽ, nói thật đi. Cô cứu người ư, cô nàng này không giết người đã coi như tốt lắm rồi, còn cứu người. Đừng đùa thế chứ. Nhiếp nhiên nhíu mày, tôi thật sự tới cứu người mà. Hoác Hoành hơi kinh ngạc nói, không giống với tác phong của em cho lắm. Nhiếp nhiên liếc anh, thế nào mới giống tác phong của tôi? Giết người hay phóng hỏa à? Hoác Hoành cười lắc đầu, tôi không có ý đó, chỉ cảm thấy em sẽ không buông bỏ tự do đã tới tay mình như thế, nếu lần này em thật sự tới cứu người, vậy chắc em cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Trường 977 giết người hay cứu người đây? Anh nói rất chắc chắn, điều này làm cho nhiếp nhiên ngay lập tức nghĩ tới việc anh đã đoán ra được mục đích của cô rồi. Nhưng nhìn kỹ, nụ cười sán lạn của Hoác Hoành lại không hề có chút ý đối đầu nào. Điều này làm cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Năng lực nhìn thấu của Hoác Hoành thật kinh người, có lẽ cô có thể lừa được những người khác nhưng không lừa nổi anh. Xem ra tôi đoán đúng rồi. Hoác Hoành thấy sự bồn chồn trong mắt cô thì nở nụ cười anh chưa từng thấy cô căng thẳng như thế này bao giờ, có lẽ là đã thật sự làm gì đó sai nên mới phải buông tha cho tự do, đến để bù đắp lại. Nhiếp nhiên vẫn lạnh lùng, anh đừng cho rằng mình hiểu tôi lắm, anh nên lo lắng cho thân mình đi thì hơn. Cướp biển nhốt anh vào đây vì rõ ràng là không tin tưởng anh rồi. Có em lo lắng cho tôi như thế này là đủ rồi. Nhiếp nhiên không thèm quan tâm tới sự mặt dày của Hoắc Hoành nữa, xoay người đi ra cửa ở trong này lãng phí thời gian với anh ta thì thà rằng nhanh chóng đi tìm được đám dân đảo kia rồi mau mau quay về. Dù sao ở đây cũng chỉ là một trận đánh nhỏ mà thôi. Người cô cần đích thân ra tay là nhấp thành thắng, tự do của cô sắp tới rồi. Hoác hoành thấy cô đi ra ngoài, biết cô phải đi cứu người thì vội vàng nói, lần này bọn chúng bắt hơn 30 người, tôi nghĩ một mình em không cứu ra được đâu. Nhiếp nhiên lại bác bỏ cách nói của anh, cứu được ở phía bắc có cửa ngách, bây giờ tất cả đám cướp biển đều đã ra ngoài, sẽ không có khó khăn gì khi dẫn họ rời đi cả. Nhưng làm cách nào rời khỏi đảo? Em không có tiền đúng không? Núi lớn như thế, tôi kiếm tạm một chỗ nào đó giấu dân đảo, chờ chiến dịch chấm dứt là được rồi. Địa hình ở đây hiểm trở, còn có cả đầm lầy và sương mù, em dẫn theo 30 kẻ vô dụng như thế. Em có chắc là không có vấn đề gì không? Câu hỏi của Hoắc Hoành làm nhấp nhiên nhíu mày cô không chắc cho lắm. Cô bỗng xoay người, tức giận nói, nhưng anh đã nói là anh muốn cho bọn họ một bài học nhân cơ hội đè thấp giá cơ mà. Giờ nếu tôi phá hủy hang hổ của chúng thì anh tạo kho vũ khí thế nào được đây? Kế hoạch ban đầu của cô là phá hủy hang ổ của cướp biển, nhưng không ngờ Hoắc Hoành lại có mặt ở đây, thế mới khiến cô bỏ suy nghĩ đó đi. Bây giờ lại còn hỏi mình như thế, đúng là đáng đánh. Không sao, em không cần lo cho tôi hoác hoành mỉm cười trả lời người như nhiếp nhiên mà lại đi lo lắng cho mình hơn nữa còn có ý định nhường nhịn chỉ vậy thôi cũng khiến anh thỏa mãn lắm rồi không lo lắng cho anh kế hoạch lần này là do anh thực hiện tôi lại phá hủy giữa trường như thế kế hoạch thất bại anh về phải báo cáo công việc thế nào đây nhiếp nhiên không hiểu hỏi hoác khải lãng không phải người dễ đối phó lần đó cô tới tham dự tiệc tối với anh đã cảm nhận rõ được hoác khải lãng là một nhân vật rất nguy hiểm lỡ như lần này hoắc hoành thất bại, làm mất lòng hoắc khải lãng, nhiệm vụ bị đình trệ thì phải làm sao? Nhưng hoắc hoành lại cười rất chắc chắn, tôi có cách của tôi, em cứ làm những việc mà em muốn làm đi. Đó mới thực sự là cô, nhiếp nhìn híp mắt nói, đây là anh nói đấy nhé, anh đừng có. Hai chữ hối hận còn chưa được thốt ra, ngoài cửa đã vang lên những tiếng bước chân cộp 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 rất khẽ. Trong nháy mắt, hai người đều đồng thời trở nên cảnh giác căng thẳng liếc nhìn nhau nhiếp nhiên đứng ở cửa không dám dịch chân nửa bước để phòng tiếng chân thu hút người có thể chỉ đi ngang qua tới đây nhưng ánh mắt cô lại nhanh chóng quét hết toàn bộ căn phòng đồ đạc trong phòng rất đơn giản chỉ có một cái bàn và một cái ghế hoàn toàn không còn gì khác chẳng có chỗ nào để trốn cả đúng lúc cô chưa biết phải làm sao thì ngoài cửa đột nhiên vang lên một âm thanh kinh ngạc ơ sao ổ khóa lại mở thế này toi rồi xem ra người ngoài cửa muốn tiến vào căn phòng này rồi quả nhiên, giây tiếp theo tiếng mở cửa vang lên. Nhiếp nhiên hít mắt, lập tức lắc mình tránh sang một bên. Cửa bị mở ra, một người đàn ông đứng ở cửa, sau khi thấy Hoác Hoành vẫn đang ngồi trong phòng thì mới thả lỏng. Hắn còn tưởng Hoác Hoành đã chạy mất rồi, may mà vẫn còn ở đây. Sao thế? Hoác Hoành bình tĩnh hỏi. Tên đàn em kia lơ đãng nhìn quanh một vòng, lại hỏi, ngài Hoác Anh không sao chứ? Không sao, sao thế, xảy ra chuyện gì à? hoác hoành bình tĩnh hỏi lại tên đàn em tùy ý quét mắt nhìn mấy lần thấy trong phòng không có gì mới liên tục cười lắc đầu à không không có gì tôi sợ anh ở trong này một mình có gì đó cần hỗ trợ thôi tôi rất tốt không sao cả hoác hoành cười trả lời ồ thế thì tốt rồi nếu có gì cần giúp đỡ anh cứ gọi một tiếng tôi ở ngay bên ngoài thôi hoác hoành gật đầu được làm phiền cậu rồi ha ha không phiền không phiền anh là khách quý của chúng tôi chuyện nên làm thôi mà sau khi xác định không có vấn đề gì tên đàn em liền đóng cửa lại hắn nhìn khóa cửa đã bị mở ra treo trên cánh cửa khó hiểu lẩm bẩm quái thật đấy sao khóa này lại tự mở ra nhỉ chẳng lẽ vừa rồi mình không khóa cửa sao không thể nào rõ ràng mình đã khóa rồi cơ mà không phải gặp ma rồi đấy chứ sau khi ý nghĩ cuối cùng kia xuất hiện trong đầu hắn lập tức lắc đầu sau đó cẩn thận khóa cửa vào Lúc đi ra khỏi cửa, hắn còn cố tình nói với hai kẻ canh gác, hai đứa chúng mày gác cửa cẩn thận cho tao, đặc biệt là gian phòng giam ngài Hoắc kia. Chỉ cần phát ra bất kỳ tiếng vang nào cũng phải lập tức báo cho tao. Vâng, hai người kia lập tức gật đầu trả lời. Chương 978. Kế hoạch khi bị nhốt tên đàn em kia nhìn thấy hai tên đứng gác kính cẩn trả lời xong, Lúc này mới yên tâm đi về phía cửa chính của căn cứ. Nhưng hắn không hề biết, trong tích tắc khi hắn mở cửa, Nhiếp Nhiên đang nấp ở phía sau. Chỉ cần hắn đi tới nhìn vào sau cửa thì sẽ phát hiện ra sự tồn tại cô. Nhiếp Nhiên thấy cánh cửa đóng lại một lần nữa mới nhẹ nhàng thở phào, nhưng không ngờ cô lại nghe thấy một tiếng sắc của khóa cửa vang lên. Chờ đến khi xác định kẻ kia đã đi xa, Nhiếp Nhiên đấm nhẹ lên mặt tường, phát ra một tiếng vang trầm đục nếu không phải ở chỗ này quá lâu và nói quá nhiều cùng Hoác Hoành, cô sẽ không bị nhốt. Chúng ta cùng bị nhốt ở đây rồi. Hoác Hoành không hề hoảng loạn. Im miệng, Nhiếp nhiên đằng đằng sát khí ném một ánh mắt sắc như dao về phía anh. Cô nhìn cánh cửa bóng loáng mà lông mày nhíu chặt lại với nhau. Không biết đã qua bao lâu, cô bất ngờ xoay người lạnh lùng ra lệnh cho Hoác Hoành, anh rủ bọn họ mở cửa, để cho tôi ra ngoài. Hoác Hoành cười, nói, đừng vội, chờ một chút. Chờ một chút, chờ cái gì bọn cướp biển ra khỏi hang ổ gần hết rồi nếu cô không ra tay vào lúc này chẳng nhẽ chờ bọn chúng trở về rồi mới ra tay đúng là cô rất lợi hại nhưng không có nghĩa là cô có thể dùng sức của một người chống cự lại cả nghìn tên cướp biển vẫn còn một nhóm cướp biển nữa chưa ra ngoài năng lực của bọn này hơn xa đám cướp biển khác em kiên nhẫn thêm một chút hoác hoành giải thích trong lòng nhiếp nhiên giật thót còn một đám cướp biển nữa Đúng, tôi để bọn họ đánh không phải chỉ để ép giá, mà còn muốn ép đám cướp biển này xuất hiện. Được, bạn đang đọc truyện tại web chuyên online. Com. Nhiếp nhiên biết anh ta đã tìm hiểu rất kỹ về đám cướp biển này nên mới có thể hợp tác với bọn chúng. Cho nên cô không hỏi thêm gì nữa mà ngồi yên tại chỗ, nhắm mắt dựa vào tường. Từ lúc lên núi cứu người đến giết đám cướp biển, sau đó lại chạy đi cứu người, cô đã tốn quá nhiều sức rồi, đúng là bây giờ cô cần được nghỉ ngơi. chương 979. Kế hoạch khi bị nhốt không lâu sau, Hoác Hoành lại lên tiếng, lần này em dọn hang ổ của bọn chúng, giết bao nhiêu người cũng được, chỉ cần để ý một điều. Xin hãy thả phó lão đại và nhóm cướp biển cuối cùng ra. Phó lão đại, là thủ lĩnh cướp biển ở đây. Ta cho tên thủ lĩnh cướp biển, xem ra anh ta còn có mục đích khác. Đúng, Hoác Hoành gật đầu, nhiếp nhiên trả lời không cần nghĩ, biết rồi cô trả lời thẳng thắn như vậy lại khiến hoác hoành hơi ngạc nhiên anh nhíu mày hỏi em không hỏi tôi làm thế là vì sao à tò mò hại chết mèo hoác hoành nghe xong cũng gật gù sau đó lại hỏi tiếp vậy em định làm gì sau khi rời khỏi đây anh đã muốn giữ hắn lại thì khẳng định là còn có kế hoạch phía sau bước đầu tiên chính là lấy được lòng tin của hắn tôi bắt phó lão đại sau đó anh làm tôi bị thương rồi dẫn hắn đi vì có ơn cứu mạng nên tôi tin rằng hắn sẽ dùng mạng của mình để tin anh nhiếp nhiên nói xong thấy hoác hoành yên lặng khiến cô cảm thấy vô cùng kỳ lạ liền mở mắt ra nhìn về phía anh anh đang nhếch miệng cười đôi mắt sáng làm người khác phải kinh ngạc người này cười ngốc như thế làm gì chẳng lẽ kế hoạch của cô có gì buồn cười sao hay là cô tính sai điều gì không thể nào với tính cách của hoác hoành nếu đã giữ người nào đó lại thì nhất định là có mục đích anh sẽ không dễ dàng buông tha ai mới đúng anh cười cái gì Tôi cười vì bây giờ em càng ngày càng suy nghĩ cho tôi. Hoác Hoành nói với giọng đầy vui vẻ. Nhiếp nhiên hơi nhíu mày, nói là tôi nợ anh, tôi chỉ muốn trả lại mà thôi. Hoác Hoành ngẩn người, anh hơi thu nụ cười lại rồi nghiêm nghị nói, em nợ tôi cái gì? Em làm phẫu thuật cho tôi, nửa đêm vì cứu tôi mà không tiếc chạy từ xa đến. Tôi bị sốt em đã thức cả đêm không ngủ để chăm sóc tôi, nói thật lòng thì tôi nợ em mới đúng. Nguồn, uy en lần y com nhưng nhiếp nhiên lại lắc đầu, nếu anh không vì tôi mà bị thương, anh cũng không phải chịu cảnh nằm ở trên giường không rõ sống chết. Sự khăng khăng của cô khiến Hoác Hoành khẽ cau mày, là tôi tự nguyện cứu em, không liên quan gì đến em cả. Nhiếp nhiên không muốn tiếp tục dây dưa với anh về vấn đề này, cô đứng bật dậy, tôi làm việc từ trước đến giờ đều rất rõ ràng, nợ là nợ, chẳng có gì phải làng nhằng cả. Nhiếp nhiên cứng rắn cự tuyệt việc tiếp tục nói chuyện khiến Hoác Hoành giật mình. Vì sao cảm xúc của nhiếp nhiên lại thay đổi nhanh như vậy? Hoác hoành nhìn vào đôi mắt cô, sâu bên trong cặp mắt như trầm lắng đó lại ẩn chứa một chút bực bội. Bực bội. Sau khi hơi sừng sốt trên miệng hoác hoành lại xuất hiện nụ cười, gương mặt anh tràn đầy sự vui vẻ tốt thôi, chỉ cần em vui là được. chương 980 Kế hoạch khi bị nhốt cô mâu thuẫn như vậy, có phải là đang lừa dối bản thân không? nụ cười trên môi hoác hoành mãi không tắt khiến nhiếp nhiên càng nhìn càng thấy phiền cô đi tới định gõ cửa nhưng bị hoác hoành ngăn cản em làm gì thế bảo bọn họ mở cửa tôi muốn ra ngoài quan trọng nhất là rời khỏi cái người đang ngồi cười như một thằng điên kia như anh nhiếp nhiên thầm nói thêm một câu ở trong lòng hoác hoành nhếch môi lắc đầu tôi đã đồng ý với kế hoạch của em đâu vì sao lồng mày nhiếp nhiên nhíu lại cô đã suy nghĩ thay cho anh ta thậm chí còn không tiếc để anh ta làm mình bị thương vì sao lại không đồng ý em chỉ lo tính toán cho tôi vậy tại sao không tính một chút cho chính mình tính cho chính mình hoác hoành nhìn thấy dáng vẻ không hiểu của cô thì tức giận hỏi vì hắn mà làm mình bị thương em cảm thấy có đáng không nhiếp nhiên hừ khẽ chỉ cần có thể đạt được mục đích thì tất cả đều đáng giá huống hồ khả năng bắn súng của anh sẽ không đến mức làm tôi mất mạng Cô đã tận mắt thấy anh làm thế nào giết Hoác Mân, tốc độ nổ súng như ma quỷ đó, ngay cả cô cũng không thể nào lý giải được. Nhớ đến chuyện này, nhiếp nhiên không nhịn được mà hỏi anh, lúc đó anh làm cách nào mà giết được Hoác Mân ở đúng một tích tắc trước khi hắn nổ súng. Hoác Hoành cười ung dung, tôi có hai khẩu súng. Một khẩu cố ý cho hắn nhìn, còn một khẩu đã chờ sẵn từ lâu. Thì ra là thế, nhiếp nhiên lập tức hiểu ra, nhưng mà em vừa nói khả năng bắn súng của tôi tốt có phải là đang ngầm ám chỉ em tin tưởng tôi không hoác hoành hỏi ngược lại nhiếp nhiên cười khinh bỉ trước sự tự tin của anh cô đáp lại từng câu từng chữ tôi không tin anh nhưng tôi tin mình sẽ né được câu nói đơn giản này khiến hoác hoành phải đen mặt nhưng anh cũng đã quen với việc mặt dày nên rất tự nhiên nói cho dù em có tránh được thì tôi cũng sẽ không bắn vì sao vì quá nguy hiểm anh không tin vào khả năng bắn súng của mình hoác hoành khẽ lắc đầu không phải là anh không tin vào kỹ năng bắn súng của mình mà là không tin mình có thể bóp cỏ khi đối mặt với cô hoác hoành im lặng khiến nhiếp nhiên không nhịn được mà nghiêm túc nói kể cả không đồng ý anh cũng không thể phủ nhận cách này là đơn giản và nhanh nhất đúng là như thế hoác hoành cũng phải thừa nhận kế hoạch của nhiếp nhiên đúng là rất đơn giản và trực tiếp nhưng biết thì biết thế còn có làm được hay không lại là một chuyện khác Trường 981 Kế hoạch khi bị nhốt thật ra đây mới là điều làm anh lo lắng nhất. Anh sợ mình bắn chúng cô. Đến lúc đó phó lão đại vì để chạy thoát sẽ tranh thủ lúc nhiếp nhiên không thể phản kháng mà bồi thêm một phát súng nữa, vậy anh phải làm gì đây? Lúc đó anh sẽ giết phó lão đại trước hay là giết kẻ gây ra chuyện này là chính mình trước? Thời gian không thể quay lại, nhiếp nhiên có lòng tin này, nhưng thật xin lỗi, anh không có. Hoắc Hoành đã nhiều lần nhìn thấy Nhiếp Nhiên ngã xuống trước mặt mình, anh không muốn phải tiếp tục trải qua sự đau khổ này thêm nữa. Mà sự đau khổ này còn là do chính tay anh gây ra. Lúc này, Nhiếp Nhiên lại lạnh lùng nói, nếu hắn bồi thêm một phát súng, vậy tôi sẽ không thể cam đoan giữ lại tính mạng của hắn. Cô sẽ không nương tay đối với kẻ muốn giết mình hoác hoành gật đầu anh nghiêm túc nói đó là đương nhiên an toàn của em phải đặt lên hàng đầu nếu em xảy ra vấn đề gì hắn mà còn sống thì tôi cũng tự mình bắn chết hắn khi nói đến câu cuối cùng trong mắt anh cũng thoáng xuất hiện một luồng khí lạnh gọi người đi nhiếp nhiên chỉ vào cánh cửa đóng chặt hoác hoành thấy nhiếp nhiên cố chấp thì biết cô đã quyết tâm làm như vậy anh chỉ đành thỏa hiệp nhất định em phải cẩn thận nhiếp nhiên gật nhẹ chỉ vào cửa một lần nữa và ra hiệu anh nhanh lên cứ lề mà lề mề thế này, đám cướp biển đó sẽ quay lại mất. Nhiếp nhiên cau mày nhìn hoác hoành, nhưng không ngờ anh khẽ nghiêng người sang một bên, chiếc xe lăn cũng nghiêng theo. Trong mắt nhiếp nhiên lộ vẻ ngạc nhiên, cô còn chưa kịp hỏi anh muốn làm gì thì đã nghe được một tiếng bang, chiếc xe lăn đổ xuống. Hoác hoành chật vật ngã lăn ra đất, nhưng cú ngã này rất chắc chắn. Anh điên rồi à, anh muốn phát ra tiếng động cũng đâu cần ngã thật chứ. Nhiếp nhiên nhỏ giọng hỏi với vẻ ngạc nhiên hoác hoành cười trả lời diễn trò cũng phải làm cho thật giống chứ nếu bị người khác nhận ra thì em sẽ rất khó rời đi được nhiếp nhiên hơi giật mình trong lúc cô đang sửng sốt thì phía ngoài cửa vang lên giọng nói của bọn cướp biển ngài hoác anh không sao chứ nhiếp nhiên lập tức trốn phía sau cửa cơ thể cô căng thẳng và vào tư thế sẵn sàng tấn công hoác hoành thấy nhiếp nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng anh bèn nói với người bên ngoài tôi bị ngã mau vào giúp tôi một tay bị ngã hả một tên cướp biển nghe xong nhíu mày nhìn tên còn lại ở bên cạnh rồi hỏi đang yên đang lành tại sao lại ngã chứ ai mà biết được đi báo đi nguồn ubtroyenonlầny com cũng được mày chờ ở đây một lúc nói xong hắn chạy rất nhanh ra ngoài à ngài hoắc đừng sốt ruột chúng tôi không cầm chìa khóa nên đã cho người đi lấy rồi phiền anh hãy đợi một lát nữa được vậy mấy anh đi nhanh lên Hoác hoành vừa nói với người bên ngoài vừa ra hiệu với nhiếp nhiên để trao đổi tin tức một lúc sau, tên cướp biển áp giải Hoác Hoành vào nhà giam đã vội vàng chạy đến. Chương 982. Kế hoạch khi bị nhốt hắn nghi ngờ Hoác Hoành giở trò nên giả vờ nói, "Ngài Hoác tôi không cầm đúng chìa khóa, để tôi về lấy chìa đã, xin anh chờ một lát." Hoác Hoành giống như đã tức giận, cầm nhầm chìa khóa. "Tốt, tốt lắm." hiện giờ tôi đang nằm trên mặt đất nếu mà tôi bị cảm lạnh rồi làm hỏng cuộc mua bán này của phó lão đại vậy thì mấy người tự gánh chịu hậu quả nhé mấy tên cướp biển ngần cả người gánh chịu muốn bọn chúng chịu kiểu gì đây là đơn hàng trị giá vài trăm triệu đấy dù có bán bọn chúng bán đi cũng không đủ điều này ngài hoắc tôi đâu có nói không mở khóa cho anh chỉ là tôi cầm nhầm chìa khóa đấy chứ Nói xong hắn còn giả vờ lục lọi túi của mình, sau đó a à lên một tiếng, tìm được rồi, tìm được rồi. Hóa ra tôi để ở túi quần sau. Thật xin lỗi ngài hoác, anh chờ một lát tôi sẽ mở cửa ngay. Rất nhanh, hai người trong phòng nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa. Sắc mặt Nhiếp Nhiên căng thẳng, cô nín thở tập trung đứng sau cửa trông cô giống như một con sói nằm trong bóng tối, rình dập chờ một đòn kết liễu. Lạch cạch cánh cửa được nhẹ nhàng đẩy ra. Ôi, thật sự xin lỗi ngài Hoắc tên cướp biển vừa đẩy cửa ra đã thấy đúng là hoác hoành đang nằm trên mặt đất chiếc xe lan lật nghiêng một bên hắn vội vàng chạy vào muốn đỡ anh dậy nhưng sao hoác hoành có thể để hắn dễ dàng đỡ mình lên vẫn còn hai người đứng ngoài cửa cơ mà nếu không làm cho hai người đó tiến vào thì không được đóng cửa đánh chó vẫn an toàn hơn hai đứa chúng mày chết rồi à còn không nhanh đỡ ngài hoác dậy tên cướp biển kia không thể nâng được hoác hoành dậy thế là hắn quay ra mắng hai tên đang canh cửa Vâng, 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 hai tên canh cửa vội chạy tới bên cạnh hoác Hoành và cẩn thận đỡ anh dậy. Bỗng nhiên, có một tiếng rắc của cánh cửa đóng vang lên. Ba tên đó vô thức quay đầu lại nhìn, không ngờ có một bóng đen xông đến khiến bọn chúng giật mình. Bọn chúng còn chưa kịp mở miệng thì gáy bỗng tê dần, trước mắt lập tức tối đen rồi ngã lăn ra đất. Chương 983 thề không đội trời chung với anh ta nhấp nhiên và hoác hoành mỗi người giải quyết một tên, tên còn lại thấy hai người bên cạnh mình đã ngã xuống thì bị sợ đến mức run rẩy không ngừng. Các các người hắn hoảng hốt nhìn hoác hoành và nhấp nhiên, sau đó lại khiếp sợ chỉ vào nhấp nhiên rồi lắp bắp hỏi cô cô vào bằng cách nào. Hắn vẫn luôn đứng ở cửa, tại sao không thấy người nữ binh này xuất hiện, cô ta tàng hình hay độn thổ vậy? Đương nhiên là đi vào, đi, đi vào, không thể nào tôi vẫn luôn đứng ở cửa tôi không hề nhìn thấy cô nói thưa nếu như bị hắn nhìn thấy thì sau này cô còn lăn lộn kiểu gì nhiếp nhiên lười dây dưa tiếp với hắn cô lạnh lùng hô to cởi quần áo ra hả cởi cởi quần áo hắn không nghe nhầm chứ nhanh lên nhiếp nhiên thấy tên này cứ như sợ quá mà đứng ngây ra như phỗng tại chỗ mắt cô lập tức hít lại rồi lạnh lùng quét qua sắc mặt hoác hoành lập tức đen lại anh quát lên cúi đầu nhắm mắt Tên cướp biển kia sợ hết hồn, răm rắp nghe theo. Nhiếp nhiên nghe Hoác Hoành nói như vậy thì hơi nhíu mày. Cô lập tức nhìn sang, thấy đôi mắt đen sâu thẳm đó tràn đầy ý lạnh. Anh ta lại lên cơn điên gì vậy? Lúc thì cười, lúc lại giận, anh ta thay đổi còn nhanh hơn cả phụ nữ. Tên cướp biển không nhìn thấy những thứ này, run rẩy cởi áo ra rồi nói lý nhí, các ác người đừng giết tôi, đừng 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 giết tôi nhiếp nhiên cầm áo của hắn rồi lại ra lệnh, cởi quần. Mặt tên cướp kia hoàn toàn sụ xuống chẳng nhẽ cô ta muốn tra tấn mình. Sau đó sẽ ra tay với chỗ yếu ớt nhất của đàn ông. Hắn vừa nghĩ đến đây là đã thấy lạnh cả sống lưng. Cô cô cần gì thì cứ nói, tôi nhất định sẽ cho cô biết toàn bộ, tuyệt đối đừng làm mấy kiểu tra tấn với tôi. Tên cấp biển tháo lỏng thắt lưng rồi tụt quần xuống. Sau đó hắn che lấy chỗ yếu ớt nhất của mình. Chương 984 thề không đội trời chung với anh ta nhiếp nhiên lập tức cạn lời. Cô chỉ muốn đổi bộ quần áo đã ướt của mình để dễ dàng cải trang đột nhập căn cứ thôi mà, làm gì mà cứ như cô là bọn lưu manh vậy. Yên tâm, tôi sẽ không tra tấn. Nhiếp nhiên giơ hai tay nắm lấy đầu tên cướp biển, vặn cổ hắn chết ngay tại chỗ. Sau đó, cô cúi người cầm quần áo của hắn rồi chạy đến một chỗ khuất muốn cởi quần áo của mình ra. Ngay lúc vừa kéo áo đến hông, động tác của nhiếp nhiên bỗng dừng lại. Cô cảm nhận được có một ánh mắt nóng rực đang nhìn mình. Nhiếp Nhiên nghiêng đầu nhìn về phía ánh mắt đó, hoác Hoành như không có thay đổi gì. Nhưng đôi mắt dưới cặp kính lại tỏa ra ánh sáng kinh người. Điều này khiến mặt cô lạnh hơn. Quay sang chỗ khác, giọng nói âm u của Nhiếp Nhiên vang lên. Khiến ánh mắt của hoác Hoành chuyển lên khuôn mặt cô. "Đâu cần chứ, đâu phải tôi chưa từng nhìn thấy." Anh cười rất tươi, Nhiếp Nhiên cứ đứng yên lặng nhìn hoác Hoành, trong đầu miên man suy nghĩ. Bạn đang đọc truyện tại web trên online.com. Còn Hoắc Hoành thấy nhiếp nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mình thì nghĩ là mình đã làm nhiếp nhiên tức giận. Anh ngượng ngùng sờ lên mũi, sau đó đẩy xe lan quay lưng về phía nhiếp nhiên. Nhiếp nhiên thấy anh ngoan ngoãn xoay người, bèn nhanh chóng cởi bộ dàn di đã ướt sũng ra rồi đổi sang bộ quần áo của tên cướp biển kia. Trong lúc cô thay quần áo, Hoắc Hoành không nhịn được phải khen thủ pháp vừa rồi của em đúng là rất gọn gàng linh hoạt vẫn kém cú chặt vừa rồi của anh. Vừa rồi cô đã tận mắt thấy hoác hoành ra tay, cú chặt đó nhanh như chớp mà góc độ cũng cực kỳ quái dị. Trước đó cô còn tưởng hoác hoành chỉ đánh ngất người kia. Nhưng khi cô xoay người xê dịch tên cướp biển để nhặt quần áo thì thấy hắn đã chết rồi. Sau khi nhiếp nhiên chỉnh quần áo xong, cô lại đi đến chỗ tên cướp biển cuối cùng rồi nhẹ nhàng vạn cổ hắn kêu rắc một tiếng, tên cướp biển đó đã đi đời nhà ma. Hoác Hoành thấy thủ đoạn dứt khoát của Nhiếp Nhiên thì cười nói, nếu em thích tôi có thể dạy em. Nhiếp Nhiên là người đầu tiên phát hiện bí mật trong cú chặt của anh đấy. Cảm giác nhạy bén của cô nàng này đúng là làm người khác phải khiếp sợ. Chương 985 Thề không đội trời chung với anh ta không cần, sức lực của tôi không bằng anh, dùng chiêu này sẽ rất dễ dàng xuất hiện cá lọt lưới hoác hoành suy nghĩ rồi cũng cảm thấy cô nói đúng thế là anh tự đẩy xe lăn đến bên cạnh mấy tên cướp biển ở đây không có ai khác sao anh không đứng dậy nhiếp nhiên thấy anh đẩy xe lăn đi đi lại lại trong phòng thì lấy làm khó hiểu chỉ có tự coi mình là một người tàn phế mọi lúc mọi nơi thì người khác mới tin rằng mình chính là một người tàn phế hoác hoành lạnh nhạt nói sau đó lục lọi trên người hai tên cướp biển còn lại ngày nào anh cũng bị nhiều người âm thầm theo dõi, chỉ cần một lần đứng dậy, rất có thể ngày mai anh sẽ không còn xuất hiện trong tòa nhà Hoác Thị nữa. Chỉ cần một ngày còn là Hoác Hoành, anh nhất định phải dùng xe lan. Em cầm khẩu súng này đi. Hoác Hoành rút khẩu súng lục màu đen từ bên hông của một tên cướp biển ra rồi đưa nó cho nhiếp nhiên. Trong nháy mắt khi nhiếp nhiên nhìn thấy khẩu súng đó, cặp lông mày của cô hơi nhíu lại, sau đó cô lắc đầu và nói, không cần, tôi có sao, anh giữ lại súng mà dùng dao làm sao mà so với súng được, nhỡ cần bắn giết từ khoảng cách xa em phải làm thế nào? Hoác hoành vẫn duy trì tư thế giơ tay. Tôi đánh lén, không cần bắn nhau từ xa. Nhất nhiên nói xong thì quay người muốn đi ra ngoài. Bọn họ nói em không dám nổ súng. Sau lưng truyền đến một câu nói bình thản của Hoác Hoành. Bước chân của Nhiếp nhiên hơi chậm lại, khóe miệng hiện ra một nụ cười chế giễu. Cô quay đầu lại rồi thản nhiên nói, đúng thế tôi không dám nổ súng nên đừng đưa nó cho tôi có đưa cũng chỉ lãng phí mà thôi. Hoác Hoành cười và nói với vẻ ẩn ý, em không dám nổ súng hay không dám cầm súng. Ánh mắt nhiếp nhiên lạnh hơn vài phần, điều này khác nhau sao? Trong nụ cười của Hoác Hoành có kèm theo một tia sắc bén, đương nhiên, không dám nổ súng là tâm lý có chướng ngại, không dám cầm súng là cố ý trốn tránh. Anh nói một câu trúng tim đen khiến lông mày nhiếp nhiên tăng thêm phần lạnh lẽo với tôi mà nói bất kể là chướng ngại hay trốn tránh tóm lại là tôi không thể cầm súng hoác hoành lắc đầu em không thể cầm súng chắc là vì em muốn lợi dụng súng để chấm dứt một số quá khứ mà mình không thích đúng không bề ngoài nhiếp nhiên vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng lại căng thẳng chẳng nhẽ anh ta đã phát hiện điều gì đó nhưng cô nhanh chóng gặt ý nghĩ này đi không thể nào cô trùng sinh đến đây không hề có chứng cứ gì anh ta có thể phát hiện ra cái gì chứ nhưng tôi tin rằng người nói muốn tự do nhất định là vì bị giam cầm quá lâu nên mới muốn có cuộc sống bình thường. Hoác Hoành khẳng định một cách rất chắc chắn, nhiếp nhiên không ngờ bản lĩnh nhìn thấu người khác của Hoác Hoành lại cao đến thế. Không hề có bất kỳ chứng cứ nào, cũng không có bất kỳ manh mối nào, chỉ vì cô nói một câu muốn tự do mà anh ta có thể suy luận được. mươi 986 thề không đội trời chung với anh ta thật sự là đáng sợ. Nếu em đã chọn làm người bình thường, thậm chí để mình bị trục xuất cũng không muốn cầm súng. Vậy tại sao lại đứng ra giết cướp biển vào lúc này? Sau khi ánh mắt như kèm theo ý cười của Hoác Hoành chạm vào ánh mắt lạnh lùng của nhấp nhiên, cô nói, tôi cũng là bất đắc dĩ thôi. Hoác Hoành gật đầu giống như đồng ý với cô sau đó tiếp tục nói nếu là bất đắc dĩ vậy dùng súng hay dao có gì khác nhau đều là công cụ để giết người mà thôi em luôn nhắc nhở bản thân không được cầm súng để sống cuộc sống của người bình thường nhưng sau đó lại cầm dao đi giết người em không cảm thấy đang tự lừa dối chính mình sao nhiếp nhiên bất ngờ cao giọng đáp không phải không phải cô tự lừa dối bản thân và mọi người mà chỉ vì chỉ vì cứu đám lính kiên nên mới làm như vậy hoác hoành thấy cảm xúc của nhiếp nhiên hơi kích động thì không tiếp tục bức bách nữa mà lại lùi một bước có lẽ em thật sự nên cầm cái gương để nhìn ánh mắt do dự khi nhìn thấy khẩu súng của mình anh không có tư cách dạy dỗ tôi sắc mặt nhiếp nhiên lạnh lùng nhưng từ sâu bên trong giường như đang có cảm xúc trào lên hoác hoành yên lặng mất vài giây sau đó mới nói tôi chỉ hy vọng em không ép mình tự chịu khổ anh cầm khẩu súng dơ lên trước mặt nhiếp nhiên một lần nữa rồi nói dành mạch từng chữ, súng có thể giết người. Nhưng cũng có thể cứu người, bất kỳ sự việc gì đều có tính hai mặt đừng quá chấp nhất vào một phương diện. Khẩu súng ngắn màu đen yên tĩnh nằm trong tay hoác hoành. Mấy luồng ánh sáng ngoài cửa chiếu vào trên thân súng, ánh lên màu của kim loại. Nhiếp nhiên cứ im lặng đứng ở đó, ngực cô hơi phập phồng. Hiển nhiên đang cố gắng đè nén tâm tình của mình bỗng nhiên con ngươi nhiếp nhiên hơi co lại sau đó cô hất văng khẩu súng đi đừng có dạy dỗ tôi nhiếp nhiên vội vàng đi về phía nhà giam nhưng khi đến ngã rẽ gần cầu thang cơn tức giận khiến cô không kìm được mà đấm mạnh vào tường đáng chết tại sao cô lại đồng ý với kha lỗ đi cứu người cơ chứ nếu như không đi thì sẽ không gặp phải hoác hoành càng không phải nghe được những lời nói này chuyện gì cũng có tính hai mặt người đàn ông tinh quái và xấu xa này luôn biết yếu điểm của cô ở đâu rồi đánh một cú trúng đích tên hoác hoành đáng chết này cô thề không đội trời chung với anh ta sau khi căm hận phát ra một lời thề ở trong lòng nhấp nhiên tiếp tục đi nhanh về phía cửa nhưng không ngờ vừa đi ra lại va vào một tên cướp biển tên cướp biển bị va vào thì hùng hổ nói ôi cha làm gì vậy không có mắt à nhiếp nhiên lập tức cúi đầu rồi nói với giọng đàn ông thật thật xin lỗi sau đó vòng qua hắn để tiếp tục đi ra ngoài. Nhưng không ngờ tên đó hô to lên, đứng lại, trong lòng nhiếp nhiên thắt lại, chẳng nhẽ nhanh như vậy đã bị phát hiện rồi. Nhiếp nhiên dừng lại, nghe thấy tiếng bước chân của hắn từ phía sau tới, mỗi bước cứ như dẫm lên trái tim cô, khiến sắc mặt cô càng thêm nghiêm trọng. Ngay vào lúc nhiếp nhiên định liều chết hắn lại đi đến đập vào vai cô rồi nổi giận mắng cái thằng nhóc thối này thấy tao là chạy chạy cái gì mà chạy mau tranh thủ vào kho đạn với tao để lấy đồ cả đám đứa nào cũng chỉ biết ăn rồi nằm hiện giờ là lúc phải cầm súng thật đạn thật ra chiến trường thì toàn lặn mất tăm sau khi nghe được câu này nhiếp nhiên lập tức thở phào đúng là trời giúp cô mà có bom thì muốn lật tung hang ổ của bọn chúng sẽ dễ như chờ bàn tay mà bây giờ còn có một tên dẫn đường miễn phí ngu gì không làm. Tên kia thấy nhiếp nhiên không chịu đi, lập tức uy hiếp nhanh lên, lão đại đang cần dùng gấp, nếu mà chậm thì mày cẩn thận bị lão đại ném xuống biển cho cá mập ăn. Vâng, vâng, nhiếp nhiên liên tục gật đầu và vội vàng đi theo. Trường 987 nổ tung hang ổ cướp biển hai người lượn vài vòng trong căn cứ cuối cùng cũng nhìn thấy một tòa nhà độc lập nằm cách phía sau căn cứ không xa ngoài cửa còn có hai tên đang đứng gác lão đại ra lệnh cho tao đến lấy đạn mau mở cửa tên cướp biển này lạnh lùng nói rõ hiển nhiên đám người kia rất quen thuộc với tên cướp biển này chỉ một câu nói của hắn là đã giao chìa khóa ra sau khi có được chìa khóa hai người nối đuôi nhau đi vào trong nhiếp nhiên đứng lặng quan sát xung quanh Mày còn đứng ở đây làm gì, mau vào khuân đồ đi. Tên cướp biển mở khóa xong là trực tiếp đẩy cửa bước vào, nhưng khi thấy nhiếp nhiên vẫn đứng ngây ra, hắn quát to thúc giục. Nhiếp nhiên phục hồi tinh thần lập tức đi theo. Vừa vào trong phòng cô đã ngửi thấy mùi thuốc súng nồng đậm, từng thùng đạn được để ngổn ngang trên mặt đất, súng ống thì bị vứt bừa bãi, toàn súng trường và súng ngắn. Ngây ra làm cái gì thế? Mau lên, bê hai thùng đạn này ra cửa, ngoài cửa chính sẽ có người chờ để lấy. Nhiếp nhiên thu lại dòng suy nghĩ, cô hỏi, không có người thứ ba đến B à? Trong vòng nhiều súng đạn như vậy, chỉ với hai người bọn họ chắc không thể khuân hết được. Chương 988. Nổ tung hang ổ cướp biển tên cướp biển kia không thèm nhìn cô mà B2 thùng đạn lên, người điều được đã điều hết rồi, ở đâu ra người nữa. Mày chuyển nhanh lên nếu ngoài kia không có đạn mà bị thua, đến lúc đó tao với mày thật sự bị ném xuống biển cho cá mập ăn. Nói xong hắn đi thẳng ra phía ngoài. Nhiếp nhiên nghe hắn nói vậy, khuôn mặt đang ngoan ngoãn nghe lời chợt biến mất thay vào đó là một nụ cười lạnh. Cô đi từng bước một đến phía sau lưng tên cướp biển rồi âm trầm nói nhỏ cho cá mập ăn quá phiền toái. Cứ giải quyết ngay ở đây đi. Vừa nói xong, nhiếp nhiên chợt tăng tốc xông tới ánh sáng lạnh giấu ở sau lưng chợt lóe lên, cô nhẹ nhàng vung lên. Tên cướp kia còn chưa kịp hô thì đã cảm thấy cổ mình tê dần, tiếp đấy hắn không còn hít thở được nữa. Bịch, chiếc hòm hắn đang ôm rơi xuống mặt đất. Một dòng máu đỏ tươi rỉ ra từ cổ tên cướp biển, tạo thành một sợi tơ màu hồng nhạt. Tiếng gì vậy? Người ở bên ngoài nghe được tiếng hòm đạn rơi xuống đất thì cảnh giác chạy đến hỏi nhiếp nhiên nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài càng lúc càng gần cuối cùng đành phải lên tiếng này hình như anh ta bị thương ở rồi giờ mất máu quá nhiều nên ngã lan ra ngất xỉu chúng mày vào khiêng anh ta lên đi anh ta đang đè vào chân tao giọng cô nghe có vẻ rất đau đớn và khó nhọc khiến mấy người bên ngoài không hề nghi ngờ mà tiến vào giúp đỡ khi hai người kia thấy tên cướp biển ngã trên mặt đất bọn chúng vội vàng tiến lên muốn đỡ hắn dậy bọn chúng còn đang loay hoay thì nhiếp nhiên đã cứa cổ chúng từ đằng sau. Cô xử lý nhanh gọn không hề gây ra một tiếng động. chương 989 Nổ tung hang ổ cấp biển một mình cô đứng trong kho đạn tĩnh lặng này, nhìn đạn dược chứa đầy phía trước mà thầm tính toán tiếp theo phải làm thế nào. Hoác Hoành đã nói muốn ép đám cướp biển cuối cùng xuất hiện, nếu đám súng đạn này không còn nữa, phó lão đại nhất định sẽ phải sử dụng con át chủ bài này. Nhưng nói đi nói lại, đám cướp biển đó rốt cuộc có lai lịch gì mà để phó lão đại giấu như giấu bảo bối vậy? Cháy rồi, cháy rồi. Chuyện gì xảy ra, bên chỗ nhà giam cháy rồi. Mau, mau đi cứu hỏa. Không ổn, không ổn, phía trước, phía trước cũng cháy rồi. Nhà bếp, nhà bếp cũng cháy rồi. Đột nhiên, hàng loạt tiếng hô cùng tiếng bước chân rồn dập vang lên nhiếp nhiên ở trong phòng không hề hoảng loạn mà thầm suy đoán. Liên tục xảy ra hỏa hoạn, hiển nhiên là do hoác hoành làm. Tốc độ của anh ta nhanh thật đấy. Anh ta dám lợi dụng chuyện đốt lửa đế che giấu tung tích của mình cũng có thể khiến phó lão đại ở tiền tuyến phải phân tâm. Nhiếp nhiên liếc mắt nhìn một vòng những hòm đạn trong kho cô khẽ nở một nụ cười xấu xa cô chuyển từng hòm thuốc nổ ra ngoài sân xếp chúng theo kiểu quân bài domino sau đó mở một khối thuốc nổ rồi giải diêm tiêu và thuốc súng bên trong thành một đường ra đến ngoài cửa tiếp theo nhiếp nhiên đi thẳng ra ngoài căn nhà ném bật lửa bay chuẩn xác vào mồi lửa ánh lửa lập tức hiện lên rồi nó cháy theo một đường thẳng với tốc độ cực nhanh cả một nhà đầy thuốc nổ thế này sức nổ chắc vô cùng lớn nghĩ đến đây nhiếp nhiên bèn vội vàng xoay người rời đi thật nhanh Bên ngoài căn cứ tiếng súng liên tục vang lên, tiếng đạn rít gào theo gió bay sát bên tai. Tình hình chiến đấu vô cùng khẩn trương. Người của phó lão đại hiển nhiên không phải cùng một cấp bậc với đội dự bị, ngoại trừ lúc ban đầu bọn chúng chiếm ưu thế về quân số, còn những cái khác thì chẳng hơn gì. Chương 990 Nổ tung hang ổ cướp biển mà ưu điểm duy nhất này cũng bị kéo về mức cân bằng dưới họng súng của đội dự bị. Mau, mau tiến lên. Quyết không được để bọn chúng đến gần căn cứ nửa bước. Phó lão đại trốn đằng sau một gốc cây để chiến đấu với đội dự bị bắn thật mạnh vào cho tao. Đoàn, đoàn, đoàng, tiếng súng liên tục vang lên khiến tất cả đều khẩn trương. ầm ầm đột nhiên một tiếng nổ rất lớn vang lên trong căn cứ, ánh lửa chói mắt kèm theo khói đặc cuồn cuộn bay lên, nó khiến toàn bộ ngọn núi hơi rung nhẹ. Chuyện gì xảy ra vậy? Tiếng nổ kinh người đó dọa hai phe đều phải dừng lại. Lão đại, lão đại, nhìn xem. Anh mau nhìn kia, một tên đàn em bên cạnh bỗng hoảng sợ vỗ vai phó lão đại. Gì vậy? Phó lão đại quay đầu nhìn theo hướng tên đàn em chỉ. Hắn nhìn thấy có khói đen cuồn cuộn xuất hiện. Hướng đó hướng đó là căn cứ sắc mặt của hắn lập tức trắng bệch. An viễn đạo cao mày hỏi, hang ổ của cấp biển đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại có tiếng nổ? Là nhiếp nhiên, Uông Tư Minh đã về tập hợp với đội dự bị vội lên tiếng. An viễn đạo hơi trố mắt nhiếp nhiên, vụ nổ này là do nhiếp nhiên làm. Chắc là nhiếp nhiên phát tín hiệu cho chúng ta. Lý Kiêu cũng cảm thấy Uông Tư Minh đoán đúng nên gật đầu phụ hỏa. Phương Lượng cũng lên tiếng, sĩ quan huấn luyện đây chắc là nhiếp nhiên đang phát tín hiệu cho chúng ta chắc cô ấy hy vọng chúng ta tấn công tổng lực trong khi đó đám cướp biển vẫn đang hoảng loạn phó lão đại đang định sai người về xem xem tình hình thì bỗng có một tên kêu gào chạy đến lão đại không xong rồi lão đại đạn kho đạn phó lão đại sốt ruột quát to kho đạn kho đạn sao rồi kho đạn bị nổ cái gì phó lão đại nghe xong mà thấy chân mình mềm nhũn hắn lảo đảo lùi về sau hai bước không thể nào, không có khả năng. Đang Yên đang lành tại sao lại nổ? Sau khi nói xong câu cuối cùng, hắn nắm lấy cổ áo tên kia rồi hung hăng hỏi. Em em cũng không biết tự nhiên lại nổ vụ nổ làm rất nhiều anh em bị thương, nhà nhà cũng đổ sập tên kia bị dọa sợ run cả người, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp. Chương 991 Nổ tung hang ổ cướp biển, phó lão đại nghe xong ngây ra. Cả một kho đạn được đều bị nổ, vậy nhà giam phía tây cách đó không xa thì sao? Chắc cũng bị lan đến chứ. Hoác hoành còn đang ở trong đó đấy. Hắn càng siết chặt cổ áo của tên cướp biển kia hơn, sắc mặt còn nghiêm túc và nóng nảy hơn cả khi nghe tin kho đạn bị nổ tan tành. Người kia đâu? Nhà giam phía tây có bị ảnh hưởng không? Tên cướp biển kia lắp bắp tây tây nhà giam phía tây cũng bị nổ phó lão đại như xét đánh bên tai nhà giam phía tây có hoác hoành đang ở trong đó nếu nhà giam đã sập vậy cậu ta cậu ta chẳng phải là phó lão đại còn chưa kịp trở lại thăm dò thì bỗng nghe được tin từ một tên đàn em mới từ tiền tuyến chạy về báo lão đại lão đại đám lính kia đột nhiên bao vây chúng ta sắp không chống cự được nữa rồi lần này thì phó lão đại thật sự không chống đỡ được Hai cú sốc lớn khiến đầu óc hắn chỉ độn, hắn cảm thấy trong đầu như có gì đó chèn ép khiến hắn không thể thở nổi. "Lão đại, chúng ta nên làm gì?" Tên kia hốt hoảng không biết phải làm sao nên liên tục hỏi. Phó lão đại che lồng ngực của mình rồi nói, "Nhanh, gọi thêm một nhóm anh em lên đi, nhất định phải trụ vững." "Lão đại, đã hết người rồi, trong căn cứ có rất nhiều anh em bị thương do vụ nổ. Toàn quân bị diệt rồi." lúc đó bên phía nhà giam bị cháy tất cả anh em trong căn cứ đều đi dập lửa sau đó tất cả đều bị ảnh hưởng hơn nữa toàn bộ đạn dược của chúng ta đã bị nổ tan tành kể cả các anh em ra đây hết mà không có súng cũng chẳng đánh được phó lão đại cảm thấy trước mắt tối đen hắn sắp ngừng thở đến nơi rồi tại sao mọi chuyện cứ dồn dập đến cùng một lúc chẳng nhẽ trời muốn diệt hắn hay sao Phó lão đại cố nén cơn uất hận trong lòng, nhìn đám lính đang dần áp sát phía trước mặt, hắn nhẫn nhịn nói, tất cả rút về căn cứ. Rõ, nghe được mệnh lệnh này của phó lão đại, tất cả vừa đánh vừa lùi vào trong căn cứ. Khi cổng chính của căn cứ vừa đóng lại, phó lão đại lại ra lệnh tất cả đi tới tháp canh cổng chính đánh cho tao, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản. Bạn đang đọc truyện tại web chuyên online. Còn tiếp đó, hắn đi nhanh vào bên trong, hắn nhất định phải xem tình hình thương vong và thiệt hại. Hắn vội vàng đi về phía nhà giam phía tây, trên đường lại gặp một tên đàn em lao đến khóc lóc. "Lão đại, không xong, không xong rồi, kho đạn mất hết rồi. Giờ phải làm thế nào đây?" Nhưng lúc này Phó lão đại không còn tâm trạng chú ý đến kho đạn, hắn hỏi, "Nhà giam phía tây sao rồi?" "Đều bị nổ sập ạ, à? còn đè chết khá nhiều anh em." Sắc mặt Phó lão đại trắng bệch, hắn nói rất nghiêm túc, "Nhanh, nhanh dẫn tao đi xem." không được hoác hoành không thể chết cậu ta tuyệt đối không thể chết hoác hoành này là dân xã hội đen toàn bộ thành phố a đều nằm trong tay cậu ta hơn nữa nghe nói những chỗ khác cũng có thế lực của cậu ta nếu hoác hoành xảy ra chuyện gì chắc chắn hắn sẽ phải chết phía trước có binh sĩ vây quét phía sau có xã hội đen truy sát phó lão đại vừa nghĩ đến đây thôi mà đã thấy sống lưng mình lạnh buốt bước chân cũng trở nên nhanh hơn Tên cướp biển đi theo phía sau tranh thủ lúc phó lão đại không chú ý, trong mắt hắn lóe lên một tia sáng lạnh, ngay cả khóe miệng cũng hiện lên một đường cong nho nhỏ. Trường 992 Liều chết chống cự trị nhiên phát uy đoàn người bước nhanh theo chân phó lão đại. Cuối cùng, sau khi rẽ ở một khúc ngoặt, phó lão đại cũng được nhìn thấy toàn bộ tình hình của nhà giam phía Tây không nhìn thì thôi vừa mới nhìn là sắc mặt phó lão đại đã tái mét người cũng nhũn cả ra một tên đàn em phía sau nhanh nhẹn đỡ lấy hắn sợ hắn ngã lăn ra đất xong rồi xong rồi mặt phó lão đại cắt không còn một giọt máu hắn lẩm bẩm rên rỉ trong sợ hãi tên cướp đang đỡ phó lão đại có lòng tốt khuyên nhù lão đại đừng quá đau lòng nhà không còn thì bọn em có thể giúp anh xây mà đúng vậy đúng vậy lão đại đừng đau lòng nữa chỉ có một người không hề nói gì, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu đó, đôi mắt lóe lên ánh sáng lạnh lùng chế giễu. Hoác Hoành, người hô mưa gọi gió ở thành phố A lại chết trên hòn đảo này, hơn nữa còn bị chôn sống dưới đống đổ nát của nhà giam, nếu chuyện này bị truyền đi. Phó lão đại cảm thấy Hoác thị nhất định sẽ tìm đến hắn. Vì thế mà hắn mới như người mất hồn. Chương 993 liều chết chống cự chị nhiên phát uy đúng lúc này, có một người vội vàng chạy từ đằng xa tới, miệng liên tục hô to, lão đại, lão đại, không ổn rồi. Binh lính đang tấn công đến bên ngoài rồi. Cái gì? Phó lão đại đang suy nghĩ lung tung giật mình tỉnh lại. Bọn họ đang tấn công đến gần chỗ này rồi. Tên cướp kia chỉ ra phía ngoài, giọng nói đầy lo lắng. Không thể nào, bọn chúng phá hết những cạm bẫy tao đặt bên ngoài rồi à? Tên cướp biển kia gật đầu lia lịa như gà mồ thóc phá hết rồi, hơn nữa bọn chúng còn không có ai bị thương. Phó lão đại lại thấy chân mình lảo đảo thế này thế này thế này là trời muốn diệt hắn sao? Nhiếp nhiên thờ ơ đứng nhìn, trên khóe miệng cô xuất hiện nụ cười lạnh. Nếu là lính bình thường thì có lẽ sẽ bị đám bẫy của bọn cướp biển ngăn cản, nhưng lần này tiến công đều là lính đặc chủng của lớp 1. Với sự huấn luyện ma quỷ của An Viễn Đảo thì đương nhiên là sẽ chẳng có ai bị thương cả. Lão đại, làm sao bây giờ? Hay là chúng ta trốn đi?" Một tên cướp biển nhỏ giọng đề nghị. Nhưng Phó lão đại còn chưa kịp tức giận mắng mỏ thì đã thấy một tên đàn em lao đến, trên khuôn mặt của tên này tràn đầy vẻ hoảng hốt, "Không xong, không xong, lão đại. Cổng sắp bị phá vỡ rồi. Cái gì? Sao có thể nhanh như vậy? Không có đạn dược cổng chính căn cứ sắp bị phá hủy, nếu không chạy chắc sẽ bị bắt mất. Lão đại, chúng ta chạy thôi. Bây giờ chạy vẫn còn kịp." tên cướp biển kia lo lắng túc dục nhiếp nhiên nghe bọn chúng đề nghị chạy trốn thì thầm cảm thấy không ổn cô đã nói với hoác hoành là sẽ giúp anh ép đám cướp biển cuối cùng ra ngoài hiện giờ đám người đó còn chưa xuất hiện mà mấy người này đã muốn chạy rồi thế chẳng phải là lãng phí thời gian của cô sao vì thế cô vội bước nhanh đến trước mặt phó lão đại nói lão đại nếu anh không muốn rời bỏ chỗ này hay là chúng ta liều mạng với bọn chúng đi phó lão đại hỏi lại liều bằng cách nào liều mạng thôi, cùng lắm ca chết lưới rách. Nhếp nhiên vỗ ngực nói, trông rất lẫm liệt. Mấy tên đàn em ở xung quanh nghe nhếp nhiên nói xong thì cùng nhíu mày. Bọn chúng đi theo lão đại làm cướp biển cũng chỉ vì kiếm sống chứ không phải muốn tìm đường chết. chương 994 Liều chết chống cự trị nhiên phát huy có câu nối xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, nếu cần thì cứ chạy là được, việc gì mà phải chống đối với đám lính đó chứ. Đúng vậy, chúng ta là cướp, bọn họ là lính, làm sao có thể thắng được bọn họ? Hay là gọi đám anh em cuối cùng ra đi? Một tên cướp bỗng đề nghị. Giọng nói của hắn không to nhưng lại bao trùm toàn bộ âm thanh của những người khác khiến ánh mắt nhiếp nhiên lập tức sáng lên. Cuối cùng cũng đến rồi. Một tên cấp biển khác nghe được đề nghị này cũng phụ họa, đúng vậy, gọi đám anh em đó ra đi, nếu không chúng ta chỉ có thể bị đánh thôi không không được đám người đó là vốn liếng cuối cùng nếu như chết ở đây tao sẽ mất đi con át chủ bài phó lão đại cau mày phản đối nhiếp nhiên bèn nói thêm vào còn giữ con át chủ bài làm gì nữa chứ lão đại bọn chúng đã đánh đến trước cửa rồi nếu chúng ta không sử dụng đòn sát thù có thể trốn được đã là may nhỡ đâu bị bắt thì phải làm thế nào nhiều anh em như vậy còn phải dựa vào lão đại nuôi sống nữa mấy lời này của nhiếp nhiên vừa đấm vừa xoa khiến phó lão đại hãi hùng khiếp vía đúng vậy nếu bị bắt rồi thì cần át chủ bài làm gì nữa sau khi suy nghĩ một lúc phó lão đại dần trở nên kiên quyết hắn nói với vẻ không còn gì để mất được rồi lập tức bảo bọn nó từ sau núi đến đây tiếp viện cả đám nghe xong lập tức lấy lại tinh thần tỉnh táo vội vàng đáp rõ phó lão đại nói với hai tên vừa mới đến bảo các anh em cố chống cự một lúc nữa tiếp viện sẽ đến ngay rõ Nguồn uy bt, rui, online, y com một số người ở lại đây đào cho tao. Nhất định phải tìm được ngài hoắc sống phải thấy người chết phải thấy xác. Phó lão đại nói vô cùng nặng nề. Hắn biết dù mình có đánh lùi đám binh sĩ kia. Nhưng nếu không cứu được hoắc hoành thì cuộc sống sau này của hắn không chỉ phải trốn tránh quân đội mà còn phải đề phòng cả xã hội đen nữa. Lần này hắn đúng là đã mất cả trì lẫn trài quá đen đùi. Rõ. Mấy tên khom lưng hô to, sau đó nhanh chóng vọt vào trong đống đổ nát và bắt đầu khuân vác. Phó lão đại nhìn thấy mọi chuyện được sắp xếp ổn thỏa xong thì chỉ vào mấy người còn lại và nói, còn bọn mày đi theo tao. Vâng, trong số mấy người còn lại có cả nhiếp nhiên. Cô nghe thấy mệnh lệnh của phó lão đại thì giật mình sừng sốt. Cùng hắn đi đến chỗ nào vậy? Cô còn chưa bắt hắn làm con tin để diễn một màn kịch với Hoác Hoành đâu. Mà thôi được rồi, cô chỉ cần chờ bên cạnh phó lão đại, Hoắc Hoành nhất định sẽ có biện pháp tìm đến. Cả đám người lại đi theo phó lão đại tới cổng chính của căn cứ. Nhiếp Nhiên đi theo phó lão đại đứng trên lan can, thấy được đội dự bị kết hợp với lính quân khu 2 vừa đến đang ép dần về phía căn cứ. Chương 995 liều chết chống cự chị nhiên phát huy các anh em, cố chống đỡ. Tiếp viện sắp đến rồi, hãy kiên trì thêm một lúc nữa. Phó lão đại đứng ở chỗ cao nhất hô to với những người xung quanh. Đám cướp biển nghe thấy thì lòng tin lập tức tăng lên nhiều lần, tiếng súng cũng càng mãnh liệt hơn. Phó lão đại nhìn xuống dưới rồi bắn hai phát súng, nhiếp nhiên đứng bên cạnh hơi nhíu mày nhưng vẫn không hề nhúc nhích. Phó lão đại vô tình nhìn thấy hành động này, hắn lập tức bực mình mắng. Súng của mày đâu? tại sao cứ đứng ngốc ở đấy mà không bắn. Lúc đó em chỉ muốn báo cáo tình hình thương vong cho lão đại nên không để ý bị rơi mất súng từ lúc nào nữa. Nhiếp nhiên nhan nhó nói. Ai ngờ chỉ một giây sau, phó lão đại rút một khẩu súng từ bên hông tên đàn em mới chết ra nhét ngay vào trong tay cô cầm lấy đi. Màu bắn cho tao. Nói xong, hắn lại bắn vài phát về phía binh sĩ đang ở dưới. Đây là lần đầu tiên cô cầm súng kể từ khi chia tay hoác hoành ở khách sạn cảm giác lạnh lẽo quen thuộc khiến trái tim cô cũng bắt đầu đập nhanh hơn đầu óc cô trong nhất thời rất hỗn loạn bàn tay cầm súng của nhiếp nhiên hơi run rẩy trong lúc cô đang không biết phải làm thế nào sau lưng chợt vang lên một loạt tiếng bước chân đó là âm thanh gì vậy ngay lúc nhiếp nhiên đang nghi hoặc có hai tên cướp biển chạy từ dưới lên và vui mừng nói lão đại các anh em đã đến rồi tất cả đều đến rồi kép e -b -t -r -u i e n o n l i n e c o m phó lão đại gật đầu lia lịa tốt 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 tất cả mọi người nghe đây giết sạch đám binh sĩ kia không chừa một tên nào hết Uông tư mình đang nấp ở một chỗ ở gần cổng chính cau mày hỏi tại sao đột nhiên xuất hiện thêm một đám cướp biển hơn nữa kỹ thuật bắn súng của chúng rất lợi hại Phương Lượng cũng nói với vẻ rất nghiêm trọng, không ngờ tên thủ lĩnh cướp biển này còn giấu một đám người nữa. Đúng là chúng ta xem thường hắn rồi. Sĩ quan huấn luyện, làm sao bây giờ? Lý kêu hỏi An Viễn Đảo ở cách đó không xa. chương 996 Liệu chết chống cự trị nhiên phát uy tiếp tục tấn công, nhất định phải diệt sạch đám cướp biển này. An Viễn Đạo lạnh lùng ra lệnh mấy người xung quanh lập tức hô tuân lệnh. Đám lính nghe xong mệnh lệnh của An Viễn Đạo tốc độ bóp cò súng cũng nhanh hơn vài lần. Bỗng một viên ngắm thẳng vào khẩu súng trong tay nhiếp nhiên. May mắn là tay nhiếp nhiên rất tính nên kịp thời tránh kịp cô không nhịn được chửi thề, mẹ nó. Tên cướp biển bên cạnh thấy cô không chịu bắn trả mà liên tục trốn tránh liền nổi giận quát mày trốn cái gì mà trốn, mau nổ súng đi. Tên đó thấy nhiếp nhiên vẫn cứ trốn mà không chịu dơ súng lên thì muốn dơ tay đập vào đầu cô. Ai ngờ bằng, một tiếng viên đạn từ phía xa nháy mắt bay đến. Nhiếp nhiên nghe thấy tiếng viên đạn xé rách không khí cô vội ngồi xuống theo phản xạ. Tên cướp biển trước mặt đã bị bắn chết hắn nằm thẳng cẳng trên mặt đất không bò dậy được nữa. Nhiếp nhiên nhìn tên cướp biển đã chết mắt cô hơi nheo lại. Rõ ràng viên đạn đó đến từ phía sau cô. Viên đạn này không phải là do đội dự bị bắn. Cô bỗng quay đầu nhìn về một hướng nào đó, tại khu rừng rậm rạp cách đấy không xa, có đám lá cây đang khẽ đung đưa. Hoác hoành, là hoác hoành, anh ta đang nhắc nhở cô là có thể ra tay. Quá tốt rồi, cuối cùng cũng kết thúc. Đang lúc nhiếp nhiên ngồi xổm trên mặt đất và cảm thấy vui sướng thì phó lão đại đá thẳng vào vai cô, cái thằng này mày làm sao vậy, chưa nhìn thấy người chết bao giờ à. Màu bắn cho tao, bắn thật mạnh vào, nhiếp nhiên không kịp tránh nên bị phó lão đại đá ngã lan ra đất. Trong đôi mắt cô ánh lên tia lạnh lùng, hai đầu lông mày cũng ẩn chứa sát khí khát máu. Nhưng Phó lão đại không nhận ra điều đó, hắn đang hăng máu bắn giết với đám lính phía dưới. Mày có nghe không? Bắn cho tao, mày còn không bắn, có tin tao giết mày luôn không? Phó lão đại lại quát. Chương 997 bị bắt một trong giọng nói của cô có kèm theo một tia lạnh lẽo khiến người khác sinh ra cảm giác ớn lạnh, phó lão đại thấy thế nhíu mày hỏi, mày nói cái gì? Vừa mới hỏi xong thì hắn thấy hoa cả mắt, một khẩu súng đen ngòm đã chĩa thẳng vào đầu hắn. Tao nói, mày không giết được tao. Nhíp nhiên cười lạnh nói gần từng chữ. Mày, mày làm gì thế? Điên rồi à? Đúng thế, bị dọa nên phát điên rồi sau khi nói xong nhiếp nhiên lại quát to với đám cướp biển đang nổ súng rất hăng hái tất cả bọn mày dừng tay cho tao nếu không tao sẽ bắn hắn ngay quả nhiên đám cướp biển kia nghe cô hô thế thì đều nhao nhao dừng lại quay đầu nhìn về phía nhiếp nhiên cả đám đều bị dọa giật cả mình một tên cướp biển chỉ về phía đám lính ở bên dưới tức giận gắt thằng kia mày điên rồi hả súng của mày phải chĩa về phía đó chứ mấy tên khác cũng vội vàng nói mày dám chĩa súng vào đầu lão đại à không muốn sống nữa phải không nhiếp nhiên khẽ cười chế giễu trước khi bọn mày bắn tao thành cái sàng tao nhất định cho lão đại của bọn mày thành cái sàng trước khẩu súng của nhiếp nhiên vẫn luôn để trước chán phó lão đại thậm chí vì để uy hiếp đám người này cô còn nhẹ nhàng từ tốn kéo chốt bảo hiểm cơ thể phó lão đại hơi run lên đừng đừng nổ súng mày rốt cuộc thì mày muốn làm gì đương nhiên là đến giết mày nghe xong câu này sắc mặt đang giận dữ của phó lão đại bỗng nhiên tan biến trên mặt hắn dần hiện lên vẻ hoảng sợ mày mày là do đám lính kia phái đến mày là mật thám phó lão đại nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn đen như mực của nhiếp nhiên lúc này hắn mới giật mình nhận ra mình chưa từng nhìn thấy người này ở trên đảo bao giờ lửa giận sôi trào phó lão đại gào lên là mày là mày làm nổ kho đạn phá hủy nhà sam nhiếp nhiên gật nhẹ thản nhiên thừa nhận là tao mày giờ trò lừa gạt thật quá hèn hạ. Phó lão đại tức giận thở phì phò, nhìn nhiếp nhiên đầy cam hận. Từ xưa đến nay thắng làm vua thua làm giặc, có chơi có chịu, nhiếp nhiên lạnh lùng nói. Trường 998 bị bắt hai. Phó lão đại tức giận hô tao không phục tao không phục. Mày không phục cũng chẳng sao, sự thật chính là như vậy nhấp nhiên cố ý trì hoãn thời gian cô luôn đợi phát súng của hoác hoành hoác hoành chết tiệt anh ta đang làm gì thế trốn ở rừng cây xem kịch à tại sao đến giờ vẫn chưa nổ súng nhấp nhiên khẽ cong mày tai cô cảnh giác nghe ngóng xung quanh mà đúng lúc này đám lính phía dưới thấy bọn cướp biển dừng bắn thì đều dừng lại rồi thò đầu ra xem đang đánh nhau tại sao lại ngừng đúng thế có chuyện gì xảy ra vậy không phải bọn chúng chủ động đầu hàng đấy chứ không thể nào làm sao mà đầu hàng dễ thế được hơn nữa bọn chúng cũng đâu có treo cờ trắng biết đâu là không thành kế đám binh sĩ xì xào bàn tán mỗi người nói chen vào một câu trong lúc hai phe đang ngừng bắn đám người nghiêm hoài vũ lần theo hướng của bản đồ đi tới chỗ họ vừa nhìn thấy an viễn đạo nghiêm hoài vũ đã thở phì phò hỏi sao rồi sao rồi tình hình thế nào rồi có phải còn chưa tiến công không lúc nào tiến công tiểu nhiên tử thế nào rồi đó là tiểu nhiên tử mà. Cô ấy đang ở phía trên còn đang cầm súng chĩa vào một người nữa. Nghiêm hoài vũ ồ lên. Nhưng sau khi nói xong những lời này, chính bản thân anh ta cũng cảm thấy có gì đó sai sai, bèn lẩm bẩm không đúng, nhiếp nhiên không thể cầm súng mà. Tại sao bây giờ lại cầm được súng? Cậu chắc chắn đó là nhiếp nhiên sao? An viễn đạo lấy làm lạ hỏi. Đương nhiên là chắc chắn rồi, dáng người đó vừa nhìn đã biết là nhiếp nhiên. Hơn nữa, chỉ có cô ấy mới thích cầm súng chĩa vào đầu người khác rồi nói chuyện. Cô ấy luôn nói chuyện trước để dọa người ta sợ gần chết rồi mới nổ súng. Chương 999 bị bắt ba. Lý Kiêu gật đầu, đúng, Nghiêm Hoài Vũ nói chính xác, chỉ có cậu ấy mới dám làm như vậy nếu thật là nhiếp nhiên vậy phải lập tức xông lên hỗ trợ nếu không việc cô ấy không dám nổ súng bị lộ ra thì cô ấy không thể trốn thoát dương thụ nghe đám người này khẳng định thì trong lòng cảm thấy hốt hoảng anh ta là người đầu tiên xông ra ngoài đến bây giờ dương thụ vẫn nghĩ nhiếp nhiên bị tổn thương tâm lý nên không dám nổ súng lúc này cầm súng đã là cực hạn đối với sức chịu đựng của cô rồi nếu như bị đám cướp biển nhận ra thì nhiếp nhiên nhất định sẽ gặp chuyện lâm hoài thấy dương thụ cứ xông ra như vậy thì tức giận gầm lên dương thụ cậu quay lại cho tôi tấn công trong lúc lâm hoài đang tức giận dương thụ bên tai đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lùng của an viễn đảo lâm hoài mở to mắt rồi hỏi nhỡ đây là cạm bẫy để dụ chúng ta mắc câu thì sao sĩ quan huấn luyện an có muốn tính kỹ không không thể bỏ lỡ thời cơ huống hồ tôi tin rằng người đang đứng trên nóc nhà uy hiếp tên thủ lĩnh cướp biển chính là lính của mình An Viễn Đạo nói rất nghiêm túc, cặp lông mày của Lâm Hoài nhíu lại, chỉ với hai chữ tin tưởng thì qua loa quá. Nhưng anh ta còn chưa kịp nói thì An Viễn Đạo đã vung tay lên ra hiệu cho một đám binh sĩ của đội dự bị cầm theo thuốc nổ tiến lên tham dò. Sau khi xác định đám cướp biển không có phản ứng, Uông Tư Minh kích hoạt gói thuốc nổ nhỏ mà mình cầm theo rồi vứt ngay trước cổng chính căn cứ. Bùm! sau một tiếng động lớn đám cướp biển phía trên còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý thì toàn đơn vị dự bị đã xông vào đám cướp biển vốn còn đang sợ hãi vì lão đại bị bắt không ngờ phía dưới lại truyền đến một tiếng nổ lớn khiến bọn chúng giật nảy mình lúc này nhìn thấy một đám lính mặc đồ ngụy trang liên tục xông vào bọn chúng lại càng sợ vỡ mật chết rồi chết rồi quân lính đã xông cả vào rồi lần này thật sự xong đời An viễn đạo cùng mấy người bên lớp 6 dẫn đầu sông lên, sau khi chắc chắn khuôn mặt nhỏ bé đen như mực đó chính là nhấp nhiên, lúc này bọn họ mới thở phào. Mà sĩ quan huấn luyện quân khu 2 chỉ tay vào đám cấp biển và nói tất cả không được nhúc nhích, đầu hàng sẽ được tha chết. Trong nháy mắt tất cả bọn cấp lại ngơ ngác nhìn nhau mà không biết phải làm thế nào. Sao thế, không để lão đại của bọn mày vào mắt đúng không? Tiếng nói âm trầm của Nhiếp Nhiên vang lên, ánh mắt đó nhẹ nhàng nhìn quanh giống như nặng cả ngàn cân. Khiến đám cướp biển chỉ còn biết thả súng trong tay xuống, tên nào tên nấy ủ rũ cúi đầu ngoan ngoãn chờ bị trói. Thật ra nếu Phó lão đại không bị bắt, đạn trong súng của bọn chúng cũng không còn nhiều, hơn nữa lại bị binh sĩ vây quanh sát như vậy, không thể nào chống cự được. Chương 1000 bị bắt 4 Phó lão đại bị dí súng vào đầu thấy đám người kia đều đầu hàng thì chỉ cảm thấy mình đã hết hy vọng, chán nản ngoẹo đầu sang một bên. Nhiếp nhiên nhìn xung quanh, âm thầm lo lắng. Rốt cuộc hoác hành đã chết ở chỗ nào rồi, tại sao đến bây giờ còn chưa nổ súng? Chẳng lẽ anh ta thấy nơi này bị bao vây? Cảm thấy phó lão đại không thể nào thuận lợi chạy thoát nên đang tìm cơ hội ra tay à? Lão đại, lão đại, không xong rồi. Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau căn cứ, có quân nhân trà trộn vào căn cứ của chúng ta. Anh phải cần chữ thận còn chưa phun ra khỏi miệng đã thấy một nhóm binh lính vây bắt toàn bộ cướp biển ở tầng trên rồi. Mày đang nói tao à? Đúng lúc này, giọng nói lanh lành của nhiếp nhiên vang lên. Người kia cẩn thận nhìn gương mặt đen xì của cô, khiếp sợ hô lên, mày. Xong rồi, hắn thế này có tính là tự chui đầu vào lưới không? Nhiếp nhiên lạnh lùng cười, tao tưởng là tao nhất thời nương tay không giết mày, mày tỉnh lại cũng sẽ chạy trốn, không ngờ mày lại còn rất trung thành với lão đại của mình. Tên cướp biển nghĩ tới dáng vẻ của cô với đại ca trên đảo thì quay đầu chạy. An viễn đạo nhấc súng bắn thẳng vào gót chân hắn khiến hắn ngã xuống đất. Đi, bắt hắn lại. An viễn đạo nghiêm túc ra lệnh. Đoàn, đột nhiên một tiếng súng vang lên. Bắn rơi súng trong tay nhiếp nhiên. Cô biết hoắc hành đã hành động. Cô lập tức cố ý để lộ sơ hở, khiến mình phản ứng chậm nửa nhịp. Tên phó lão đại bắt được cơ hội, thuận thế rút khẩu súng dùng để hộ mệnh bên thắt lưng ra, dí vào đầu nhiếp nhiên. Tất cả mọi việc xảy ra quá nhanh, nhanh đến nỗi gần như khiến người ta hoàn toàn không kịp phản ứng thì con tin đã bị đổi rồi. Cẩn thận, nghiêm hoài vũ và dương tụ cùng hét lên. Nhiếp nhiên, an viễn đạo bị sự cố bất ngờ làm cho không kịp ứng phó theo bản năng muốn tiến lên. Phó lão đại sau lưng nhiếp nhiên quát ai dám cứ động thử xem. Nói rồi hắn kéo chốt bảo hiểm. An viễn đạo lập tức đứng yên tại chỗ, không dám nhúc nhích. Hà Giai Ngọc nhìn thấy thế. Cuống đến nỗi không ngừng dậm chân, anh mau buông chị nhiên ra. Nghiêm hoài vũ cũng nói, cái đồ không biết xấu hổ này, mau buông tiểu nhiên tử ra, nếu không tao sẽ bắn chết mày. Bắn chết tao, được trước khi mày bắn chết tao, tao sẽ bắn chết nó trước để tìm một cái đệm lưng. Phó lão đại tức giận nói. Nhiếp Nhiên bật cười trong lòng, đây coi là gì, nhắc lại lời mình vừa nói cho bọn họ nghe ăn miếng trả miếng à. Đột nhiên, bên tai cô vang lên tiếng hừ lạnh khinh thường của Phó lão đại kia. Còn tưởng là bản lĩnh lớn thế nào, cuối cùng không phải vẫn bị tao bắt à. Chương 1001 bị bắt nam. Bắt, nực cười tên này đúng là không biết trời cao đất dày nếu không phải cô cùng hoác hành bàn bạc diễn cái vở kịch này từ trước phó lão đại này đã sớm mất mạng từ lúc hắn bắt đầu thấy cô rồi nhiếp nhiên chịu đựng sự khó chịu trong lòng im lặng biểu diễn tiết mục con tin đứng im không nhúc nhích ở trước mặt hắn tất cả chúng mày lui về phía sau phó lão đại thấy nhóm binh lính kia không dám nhúc nhích lại lập tức ra lệnh các binh lính cũng giống như đám cướp biển vừa rồi đưa mắt nhìn nhau có nghe thấy không hả nếu không bây giờ tao sẽ giết nó phó lão đại thấy bọn họ không di chuyển lập tức dí mạnh khẩu súng hơn an viễn đạo suy nghĩ một lát vẫy tay ra hiệu tất cả mọi người lui về phía sau phó lão đại dẫn nhiếp nhiên bước từng bước xuống tầng ngay cả đám anh em kia cũng cầm súng lên đi theo sau hắn hai bên rằng co không ngừng bầu không khí vô cùng căng thẳng thời gian chậm rãi trôi qua sắc trời càng lúc càng u ám tầng mây vừa dày vừa nặng đã từ đường chân trời trôi qua đây bão táp sẽ nhanh chóng ập đến lúc hai bên đều rơi vào thời khắc tinh thần căng thẳng nhất một tiếng bước chân truyền từ phía sau tới một người mặc đồ cướp biển thấp giọng nói lão đại tuyền đã chuẩn bị xong rồi giọng nói này khiến nhiếp nhiên khẽ nhíu mày lại rõ ràng phó lão đại cũng cảm thấy bất an có vết xe đổ là nhiếp nhiên hắn cẩn thận nhìn tên cướp biển sau đó đáy mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên nói cậu cậu không phải Phó lão đại còn chưa nói hết thì đã bị tên cướp biển kia ngắt lời, lão đại, xin hãy nhanh chóng đưa các anh em lên thuyền đi. Nhiếp nhiên lập tức hiểu ra, dám ngắt lời phó lão đại, giọng nói còn lạnh lùng rừng rưng như vậy thì chỉ có người bên cạnh hoác hành A Hồ. Có lẽ hoác hành không muốn xuất hiện rồi, cũng đúng, ở đây trừ cô ra thì không ai biết thân phận thật của hoác hành. Phó lão đại lại hỏi, cậu ta đâu? A Hồ không muốn nói quá rõ. Những người còn lại đều đã ở trên thuyền chờ lão đại rồi. Phó lão đại nghe ra ý của A Hồ thì vui mừng, gật đầu liên tục nói, "Được, được, được. Tốt quá rồi, hoắc mọi người không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi." Sau đó, hắn nói với đám cướp biển sau lưng, "Các anh em, rút ra sau núi." Bình lính nghe thấy bọn chúng muốn rút lui, lập tức muốn đi theo, nhưng bị Phó lão đại quát lớn, "Chúng mày không được nhúc nhích, nếu không tao sẽ bắn chết nó." tất cả rút lui, rõ. Trong quá trình chạy trốn, nhiếp nhiên luôn bị phó lão đại giữ cô ở trước người hắn, cho đến khi cảm thấy súng không bắn được tới mình nữa, lúc này hắn mới lôi nhiếp nhiên chạy về phía trước. Trên đường đi xuyên qua rừng cây, A à, Hồ ở bên cạnh thấy phó lão đại thở hồn hển liền đề nghị, lão đại, người này giao cho tôi, anh dẫn các anh em chạy đi. Không cần, tên lính này rất rào hoạt, không để ý cẩn thận là sẽ chạy trốn nói xong hắn lại siết chặt tay nhiếp nhiên thậm chí còn nhân cơ hội này đẩy nhiếp nhiên ra cách xa chỗ a hồ đáy mắt a hồ thoáng qua vẻ lạnh lùng phó lão đại này đúng là không tức thời nhị thiếu đã giúp hắn như vậy rồi hắn còn đề phòng thế này sớm muộn cũng có một ngày phải giết hắn mới được nhưng nhiếp nhiên lại cảm thấy có lẽ lần này hoác hoành không có cách nào lấy được sự tin tưởng của phó lão đại này rồi nếu muốn để hắn tín nhiệm hoác hoành vẫn cần cố gắng thêm mới được chương 1002 chương 1002 nổ súng đi bắn chết một. Đám cướp biển vội vã chạy về sau núi. Giữa tầng tầng lớp lớp bóng cây, vì quen thuộc địa hình nên bọn chúng chạy rất nhanh. Nhiếp nhiên cứ bị phó lão đại kéo chạy về phía trước như vậy. Khẩu súng trên tay hắn luôn chĩa vào cô, hiển nhiên là sợ cô sẽ chạy trốn binh lính của đội dự bị và quân khu hai theo sát phía sau lưng, nhưng lại sợ ép đám cướp biển sẽ khiến nhiếp nhiên gặp nguy hiểm nên vẫn luôn giữ một khoảng cách tương đối an toàn với bọn chúng. Một tên đàn em liếc thấy nhóm binh lính bám chặt không buông sau lưng thì hốt hoảng, lão đại, bọn chúng cũng đi theo rồi. Phó lão đại hừ lạnh, để bọn chúng đuổi đi, chúng ta có con tin trong tay. Không sợ bọn chúng. Tên đàn em gật đầu lia lịa nói, cũng đúng. Nhưng đến lúc đó giải quyết con tin này thế nào? phó lão đại bước nhanh sầm mặt nói không biết lên thuyền trước rồi nói cả đám cướp biển lại điên cuồng chạy nhưng khi chạy được khoảng 20 phút phó lão đại đột nhiên dừng lại a à hồ thấy lạ lạnh giọng ám chỉ lão đại thuyền đã chuẩn bị xong rồi chúng ta không đi từ bên đó đi từ bên này vẻ mặt phó lão đại cũng u ám chỉ một hướng khác nói a à hồ thấy hắn không theo phương hướng của mình cau mày thấp giọng nói nhị thiếu đang đợi ở đó rồi nơi này cũng thông với sau núi chỉ có điều địa hình gập ghềnh sương mù lượn lờ quanh năm rất dễ lạc đường đám lính kia chắc chắn không biết đường cố ý lừa bọn chúng mấy vòng trong đó thế nào bọn chúng cũng bị lạc đường như vậy dễ cho chúng ta chạy trốn hơn phó lão đại giải thích a hồ cảm thấy phó lão đại nói có lý bây giờ chuyện quan trọng nhất là cắt đuôi nhóm binh lính này được nghe thấy a hồ đồng ý phó lão đại lập tức hô to với đám cướp biển sau lưng các anh em rẽ trái hắn dẫn đầu đám cướp nhanh chóng chạy theo hướng khác chẳng bao lâu sương mù dày đặc trong núi đã đập vào mặt bao vây tất cả mọi người lại nhiếp nhiên nhìn sương mù bao phủ quanh mình sương mù nơi này khác xa với nơi hoắc hoành huấn luyện còn dày đặc hơn cả sương mù ở hai ngọn núi cô từng cứu viện chương 1003 chương 1003 nổ súng đi bắn chết hai. Nhiếp nhiên nhìn phó lão đại lôi mình phía trước, suy nghĩ không biết nhóm người của đội dự bị có thể xông vào được không. Trong khi nhiếp nhiên còn đang băn khoăn thì đội dự bị đã đi tới đèo. Vừa nhìn thấy sương mù bao phủ trước mặt tất cả đều cau chặt mày lại. Dựa vào việc huấn luyện giã ngoại sinh tồn nhiều lần, bọn họ có thể cảm nhận được độ ẩm trong này khá cao. Huấn luyện viên, chúng ta phải đi theo sao? ăn viễn đạo gật đầu ừm sau đó anh ta dẫn đầu lao vào trong sương mù dày đặc nếu không phải nhiếp nhiên bị bọn chúng bắt thì anh ta sẽ không đời nào vào nơi này đâu ban đầu tiểu đoàn trưởng lý nói chỉ đánh du kích thôi không nói cần phải đuổi cùng giết tận đám cướp biển kia chạy trốn thì anh ta cũng có thể có mượn cớ tha cho bọn chúng một lần nhưng vấn đề bây giờ là nhiếp nhiên bị bọn chúng bắt rồi cô là một nữ binh, mặc dù mưu trí nhưng dù sao cũng một thân một mình, yếu không địch lại mạnh, làm sao anh ta có thể vứt bỏ cô được. V, kép E, B, T, R, U, I, E, N, O, N, L, I, N, E, C, O, M. Nhóm binh lính sau lưng thấy sĩ quan huấn luyện của đội dự bị đã lao vào rồi, mọi người cũng lần lượt đi vào theo. Hai đội nối đuôi nhau đi về phía sau núi. Phó lão đại ỷ vào việc đây là địa bàn của mình nên đi qua đi lại rất tự nhiên, và nhóm người An Viễn Đạo mặc dù chưa từng đi qua nơi này nhưng cũng dựa vào kinh nghiệm tác chiến nhiều năm của mình. Gắng gượng lần nữa bám theo đám cướp biển. Khó khăn lắm mới chạy ra khỏi màn sương mù dày đặc, phó lão đại lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc hắn cho là mình thành công để lại nhóm binh lính ở trong sương mù rồi. Tên đàn em bên cạnh thở hồn hển vỗ vào tay hắn, lão đại, bọn chúng, bọn chúng theo kịp rồi. Cái gì? Phó lão đại quay phát đầu lại nhìn quả nhiên thấy bóng người đan nhau qua lại trong sương mù dày đặc màu xám cho. Đáng chết như vậy cũng không cắt đuôi được bọn chúng. Mau, đi nhanh lên. Phó lão đại khẽ nguyền rùa một tiếng, lập tức gọi tất cả mọi người tiến về phía bãi nước cạn phía sau núi. Chương 1004 chương 1004 nổ súng đi bắn chết ba. A à, hồ oh, đứng trên cùng lại ngăn lại. Bây giờ bọn chúng ở trong sương mù, hay là giải quyết ngay tại chỗ đi? Giải quyết cái gì mà giải quyết? Kho đạn bị bọn chúng làm nổ rồi, đạn đã hết. Nếu không chạy, đến lúc đó bọn chúng ra ngoài còn chưa tiêu diệt bọn chúng, chúng ta đã phải khoanh tay chịu chói rồi. Phó lão đại không nghĩ được nhiều nữa, sau khi nói xong lại dẫn các anh em chạy về phía trước. A à, hồ oh, không nói nhiều nữa mà nhanh chóng đi theo. Nhiếp nhiên vừa bị phó lão đại kéo chạy vừa quay đầu nhìn ra sau lưng, đúng là nhóm người an viễn đạo thật. Đội dự bị này quả nhiên là danh bất hư truyền. Cuối cùng, qua 10 phút, hai đội ngũ đã đến bãi nước cạn sau núi. Vừa đi đến nơi tất cả đã nhìn thấy một chiếc thuyền đang đợi trên mặt biển, phó lão đại như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, hai mắt sáng người, lập tức nói với các anh em sau lưng, mau, lên thuyền hết đi. Tất cả chúng mày lên hết. Lão đại, vậy anh thì sao? Chúng mày lên trước tao phải dùng con tin kéo dài thời gian." Phó lão đại lại đẩy nhiếp Nhiên đến trước mặt mình, dí súng vào đầu cô. "Không thể không nói, hành động này đã giành được sự cảm động của đám tay chân." "Lão đại." Nhưng thật ra Phó lão đại chỉ sợ mình chưa nắm được đường sống đã giao con tin ra, đến lúc đó sẽ bị bắt lại. Hắn cau mày dục, "Đừng phí lời nữa, mau lên thuyền đi." Bọn chúng nhìn binh lính ở phía xa đang lao nhanh qua đây, cũng biết bây giờ không phải là lúc thể hiện sự trung thành, lập tức ngay ngắn chạy lên thuyền. Sau đó, nhóm người An Viễn Đạo đuổi tới cách bãi nước cạn cách đó không xa, thấy đám cướp biển nhanh chóng chạy lên thuyền thì nói, bây giờ người của chúng mày đều lên thuyền rồi. Nên thả cô ấy rồi chứ. Ha ha ha, hóa ra lại là một nữ binh. Chẳng trách ngay cả súng cũng cầm không chắc phó lão đại phá lên cười tao là cướp chỉ quan tâm có hiệu quả hay không, đâu có quan tâm con tin là nam hay nữ. Phó lão đại gian trá cười lạnh. Mày, an viễn đạo tức giận nghiến răng, nhưng vẫn kiềm chế hỏi, rốt cuộc mày muốn thế nào? Trường chương 1005 chương 1005 nổ súng đi bắn chết bốn phó lão đại thấy hiệu quả của con tin nhiếp nhiên không tệ tinh thần xa suốt hồi nãy biến thành đắc ý chẳng thế nào cả chỉ muốn giữ tấm bùa hộ mệnh này một khoảng thời gian thôi bây giờ chỉ cần hắn lên thuyền rồi ra khơi thì bọn lính này sẽ không đuổi theo được hơn nữa vùng biển này vẫn còn một hang ổ của hắn hang ổ này chắc chắn sẽ không bị phát hiện chỉ đáng tiếc là những anh em của hắn chết nhiều như vậy nếu muốn xây dựng lại thì có lẽ sẽ tốn chút thời gian an viễn đạo căng mặt nhìn nhiếp nhiên bị dí súng vào nhưng vẫn rất rừng dưng nói tao đồng ý để chúng mày đi nhưng mày phải để cô ấy lại phó lão đại khinh thường hừ lạnh mày đồng ý ai biết liệu mày có giở trò với tao không tao mặc kệ cùng lắm thì lưới rách cá chết tao mất cái mạng rẻ tiền này nhưng nữ binh này thì coi như chết oan hắn cười he he làm ra vẻ định bóp cò mắt an viễn đạo lóe lên lập tức lên tiếng nhượng bộ được chúng mày đi nhưng cũng phải nhớ lời mày đã nói không được động vào cô ấy không được không thể thả bọn chúng đi ngộ nhỡ đến lúc đó bọn chúng nổi lên ý muốn giết người thì làm thế nào nhiếp nhiên không dám nổ súng thầy quên rồi sao cậu ấy có chướng ngại tâm lý lý kêu đột nhiên lên tiếng nhiếp nhiên nhướng mày lên nên nói là lý kêu thông minh hay là cô ấy chưa từ bỏ ý định lại chơi trò một mũi tên chúng hai con nhạn với cô một là cô ấy muốn dùng cách này gián tiếp nói cho phó lão đại biết là mình không biết nổ súng từ đó khiến phó lão đại buông lòng cảnh giác hai là cô ấy mượn con cờ phó lão đại này ép mình nổ súng từ đó thoát thân ồ hóa ra cô ta không thể nổ súng à ha 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 chẳng trách vừa rồi dễ bị tao bắt như vậy loại lính này mà cũng có thể cử ra đất nước chúng ta hết lính rồi à đây rốt cuộc là đánh giặc hay là cung cấp cho nam binh chúng mày vui đùa tiêu khiển. Câu nói sau cùng kia thật sự vô cùng xuồng xã, không chỉ là đang làm nhục nhức nhiên mà còn coi thường quân đội. Chương 1006 chương 1006 nổ súng đi bắn chết năm. Phó lão đại phá lên cười, ha, mày cuống cái gì, chẳng lẽ bị tao nói trúng rồi à? Hơi thở của nhiếp nhiên đột nhiên thay đổi, nhưng cô nhanh chóng áp chế lại. Cô đã đồng ý với Hoác Hoành là tha cho hắn rồi, không thể diễn đến một nửa rồi thôi được. Lão đại, tất cả mọi người đều đã lên thuyền rồi. A à Hồ đi đến trước mặt phó lão đại lạnh giọng ám trì. Được rồi, ông đây lời phí lời với chúng mày, chúng mày đứng im tại chỗ không được nhúc nhích, ai dám nhúc nhích tao sẽ lập tức giết cô ta. Phó lão đại dí súng vào huyệt thái dương của nhiếp nhiên cái tay còn lại bám chặt vào vai cô hai người đồng thời lui dần về phía sau an viễn đạo sợ nhiếp nhiên sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cộng thêm mấy người lý kiêu cũng muốn nhìn xem rốt cuộc nhiếp nhiên có phản kích hay không vì vậy đều đứng tại chỗ khống chế không nhúc nhích nhưng ánh mắt lại bám sát theo từng lần di chuyển của nhiếp nhiên cho đến khi dần dần đi xuống biển một bóng dâm bao phủ ở trên đỉnh đầu bọn họ nhiếp nhiên biết thuyền ở ngay phía sau mình rồi phó lão đại dùng sức đầy quát nhiếp nhiên đi nhiếp nhiên bất đắc dĩ đang định lên thuyền thì lại bị a hồ lôi xuống nhiếp nhiên lập tức không phòng bị ngã vào trong nước biển a hồ đứng trên cao nói không thể đưa người này theo được phải bắn chết tại chỗ anh ta vừa dứt lời nhiếp nhiên đã cảm nhận được mình bị một lực mạnh kéo lên hơn nữa một khẩu súng lại dí vào huyệt thái dương của cô trái tim nhiếp nhiên thắt lại hoác hoành muốn tiêu diệt mình không thể nào hai người bọn họ có thân phận giống nhau anh ta sẽ không giết mình mới đúng nhiếp nhiên khẽ hít mắt lại, nhớ đến ngọn lửa trong thôn lần trước. Đáng chết, cô còn chưa kịp tính món nợ lần trước anh ta muốn giết mình, đúng là chán sống rồi mà. Lúc cô định giơ tay chụp năm ngón tay vào mạch máu của anh ta thì phó lão đại lại dành trước một bước nói, không được ngộ nhỡ nhóm binh lính kia đuổi theo thì làm thế nào? Không đâu, tất cả mọi chuyện chúng tôi đều đã chuẩn bị xong rồi, bọn chúng sẽ không đuổi kịp. Phó lão đại hơi do dự hỏi, cậu chắc chắn chứ? ánh mắt a hồ rét lạnh thấp giọng lạnh lùng hỏi bây giờ anh vẫn không tin à dĩ nhiên không phải rồi tôi phó lão đại thấy đáy mắt anh ta lóe lên sự tàn bạo cuối cùng vẫn thỏa hiệp được rồi nghe các người bắn chết tại chỗ phó lão đại thả tay a hồ ra quay người trèo lên cái thang trước mặt lên thuyền còn a hồ đá vào đầu gối nhiếp nhiên khiến cô quỳ xuống rồi nhắm khẩu súng màu đen vào đầu cô an viễn đạo đứng ở trên bãi nước cạn thấy thế thì trong lòng vô cùng hoảng hốt không nhịn được quát lớn chúng mày muốn làm gì đoàng tiếng súng vang lên nhiếp nhiên nghiêng người lăn đi tránh phát súng nhưng cô chưa kịp di chuyển khẩu súng ở trong tay a hồ đã rơi tõm xuống nước a hồ ngẩn ra nhìn bàn tay trống không thầm giật mình ngay sau đó thuyền đã khởi động a hồ biết nhị thiếu đang cảnh cáo mình vì vậy lập tức chạy nhanh về phía chiếc thuyền đã khởi động sức càn của nước khiến tốc độ của anh ta chậm lại rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn đạp lên thang được nhiếp nhiên nhìn chiếc thuyền bằng ánh mắt khát máu lạnh như băng cô không sao chứ dương thủ chạy từ bãi nước cạn đến vội vàng kiểm tra cô từ trên xuống dưới một lần hà giai ngọc cũng nóng lòng bất ăn hỏi chị nhiên chị vẫn ổn chứ nhưng nhiếp nhiên không trả lời mà ngồi xổm xuống nhặt khẩu súng bị rơi của a hồ lên súng có thể giết người, cũng có thể cứu người. Lời hoác hoành vẫn còn văng vẳng bên tai cô, nhưng cô không thích cứu người, cô thích giết người hơn. Cô chậm rãi giơ tay lên, nhắm khẩu súng vào A Hồ đang trèo lên thang. Mọi người thấy vẻ mặt cô rét lạnh u ám thì đều không dám mở miệng. V K E B T R U I E N O N L I N E C O M cô bóp cò, súng vang lên đoàn một tiếng. chương 1007. Chết vì quân phục là vinh quang của tôi mọi người đồng loạt nhìn về phía chiếc thuyền, thấy một bóng đen đang ra sức leo lên trên, đi đôi với tiếng súng là bóng đen rơi thẳng xuống biển. Nước biển văng tung tóe Chúng rồi, chúng rồi, nghiêm hoài vũ vô cùng kích động hô. Mọi người thấy khoảng cách bắn và độ chính xác như vậy, không nhịn được kinh hãi hít một hơi lạnh. Khoảng cách xa như vậy, hơn nữa người kia đang bám trên thân thuyền, gần như không nhìn rõ. Rốt cuộc làm sao Nhiếp Nhiên lại làm được? Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người cô, nhưng Nhiếp Nhiên lại không hề hay biết. Hoác Hoành, anh đừng trách tôi a à hồ ba lần bảy lượt muốn đưa tôi vào chỗ chết." Không bắn phát súng này thực sự khó để chút nỗi giận trong lòng. Cô chớp mắt nhìn khẩu súng màu đen trong tay mình, cuối cùng thu khẩu súng lại, xoay người rời đi. Đọc truyện tại web chuyên online.com Hà Giai Ngọc đứng tại chỗ đến bây giờ vẫn chưa hoàn hồn lại, dùng ánh mắt không tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm bóng lưng nhấp nhiên, Lý Nhí nói, chị, chị nhiên, nổ súng rồi. Đúng, cô ấy nổ súng rồi. Giọng Lý kêu rất nhỏ, mang theo chút khoan khoái khó hiểu. Ngay cả An Viễn Đạo cũng nhìn chiếc thuyền đang nhanh chóng rời đi mà không hề dừng lại đằng xa cùng với bóng đen rơi xuống nước kia. Khoảng cách xa và sức gió như vậy mà vẫn bắn chúng. Cô gái này ở lại quân khu 2 đúng là quá đáng tiếc. Tất cả mọi người trở về theo đường cũ. An viễn đạo tu hồi ánh mắt ra lệnh. Từ dạng sáng lên đường đến bây giờ hơn 10 tiếng rồi. Kế hoạch ban đầu của chiến dịch này là đánh rằng co với đám cướp biển tối thiểu mất một ngày một đêm. Bây giờ bị nhiếp nhiên làm loạn như vậy nên đã nhanh hơn hẳn. Trường 1008 Chết vì quân phục là vinh quang của tôi rõ. Nhóm người Nghiêm Hoài Vũ vội vàng đi đến bên cạnh Nhiếp Nhiên, thỉnh thoảng lại nhìn Nhiếp Nhiên đang sầm mặt đi về phía trước. Đưa người kia đến chưa? Nhiếp Nhiên đột nhiên hỏi Kiều Duy. Kiều Duy vừa há miệng ra còn chưa lên tiếng, đã nghe thấy Nghiêm Hoài Vũ giành nói trước tôi làm việc, cô yên tâm đi, đưa đến nơi an toàn rồi. Vậy tiểu đoàn trưởng Lý có nói gì không? Ừm, tiểu đoàn trưởng nói nhất định sẽ điều tra kỹ chuyện này, còn giam lưu Đức lại rồi. Còn gì nữa không? Nhiếp Nhiên khẽ cau mày lại chỉ giam lưu đức thôi à chẳng lẽ nhiếp thành thắng không bị nghi ngờ một chút nào à nghiêm hoài vũ suy nghĩ rồi lại bổ sung à còn sư đoàn trường nhiếp cũng tạm thời bị giam lại rồi ánh mắt nhiếp nhiên lóe lên một nụ cười lạnh vụt hiện ra rồi biến mất giam lại tốt quá rồi xem ra tái ông mất ngựa có khi lại là phúc cô cứ nghĩ kế hoạch này đổ bể rồi ai ngờ lại có cái bánh rơi từ trên trời xuống như vậy thuộc hạ của mình và cướp biển âm thầm giao dịch còn tiết lộ toàn bộ kế hoạch quân sự ra ngoài. Lần này may mà trong đám cướp biển có một kẻ muốn phản bội tên thủ lĩnh cướp biển mới không biết. Nếu như cả đám cướp biển đều biết có lẽ nhóm người này đều phải chết. Không. Sẽ không đâu. Nguồn uy com có hoác hoành lo liệu bên trong có lẽ sẽ không chết hết. Nhiếp nhiên âm thầm suy nghĩ mà không phát hiện ra mình lại tin tưởng hoác hoành như vậy. Ngay lúc mọi người đều buông lỏng cảnh giác thì một tiếng súng vang lên, đạn xé, không gian lao đến. Cẩn thận, Lâm Hoài ở sau lưng nhìn thấy viên đạn lao đến thì hô lớn, sau đó vội vàng chạy như bay lên xô ngã dương thủ và nhấp nhiên xuống đất. Tất cả mọi người đều giật mình rồi bay trận chờ đợi. Giờ súng lên kiểm tra xung quanh. Ở đó, bắt lại đây. An viễn đạo tinh mắt phát hiện ở cách đó không xa lại có một con cá lọt lưới, nhìn dáng vẻ là chưa chết hẳn cho nên muốn đánh lén. Rõ, người của đội dự bị nhanh chóng bắt người lại. Nhiếp nhiên vốn không phòng bị bị Lâm Hoài xô ngã thẳng xuống đất, hơn nữa còn không may bị đập vào một tảng đá, vật nhọn kia đâm vào bụng cô, đau đến nỗi khiến cô khẽ nguyền rùa. Nghiến răng nghiến lợi nói, Lâm Hoài, anh mau dậy đi. Dường thủ cũng bị đè, thì đầy người nói, sĩ quan huấn luyện, thầy mau dậy đi. Thầy nặng quá, đè chết người rồi. Anh ta liên tục dùng sức đầy mấy cái. chương 1009. Chết vì quân phục là vinh quang của tôi nhưng không biết tại sao, người trên người lại không chịu di chuyển chút nào. Nhếp nhiên và dương thủ đưa mắt nhìn nhau, đẩy mạnh người ra. Bọn họ vừa đứng lên đã thấy áo rằn di của Lâm Hoài dì ra một vùng máu đỏ sậm hơn nữa có chiều hướng càng ngày càng lan rộng. Sĩ quan huấn luyện Lâm, dương thủ sợ hãi, vội vàng nhào tới. Sĩ quan huấn luyện Lâm, thầy tỉnh lại đi, thầy mau tỉnh lại đi. Thấy Lâm Hoài nhắm chặt hai mắt không có bất cứ phản ứng gì, anh ta lại quay sang nói với mấy người An Viễn Đạo, "Mau, mau gọi bác sĩ, gọi bác sĩ đi." An Viễn Đạo vội vàng chạy tới kiểm tra, sau đó ra lệnh, "Đường dưới núi quá gập ghềnh, lập tức gọi máy bay trực thăng đến đây đi." "Rõ." Lính truyền tin vội vàng đi sang bên cạnh dùng bộ đàm liên lạc với căn cứ. "Không sao đâu, anh ấy nhất định sẽ không sao, cậu cứ yên tâm." Phương Lượng Văn ủi nhưng nhấp nhìn lại bình tĩnh trần thuật thầy biết rõ phát súng này bắn vào xương ngực là không thể cứu được rồi còn lừa anh ta làm gì không thể cứu được dương thủ vừa mới khống chế tâm trạng căng thẳng lần này càng kích động hơn nắm tay lâm hoài không buông không sĩ quan huấn luyện lâm sĩ quan huấn luyện lâm thầy tỉnh lại đi thầy tỉnh lại đi không biết có phải là anh ta lay quá mạnh không mà Lâm Hoài đã từ từ mở mắt ra rồi ho nhẹ mấy tiếng, một tiêm máu trào ra từ khóe miệng, cậu còn lắc nữa, tôi thật sự không tỉnh lại được nữa đâu. Dương Thủ vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cầm lấy tay anh ta nói, "Thầy đợi chút, thầy đợi chút." Máy bay trực thăng sắp đến rồi, bác sĩ sắp đến rồi. Lâm Hoài lắc đầu yếu ớt nói, "Vô, vô dụng thôi." Giống như cô ấy nói, bắn vào xương ngực không, không thể cứu được. Dương thụ nắm bả vai Lâm Hoài nói, không thể nào, bắn vào xương ngực không thể chắc chắn sẽ chết được, đó không phải là tim. Thầy đợi đi, bác sĩ sắp đến rồi, sắp đến rồi. Vẻ mặt Lâm Hoài nghiêm túc nói đứt quãng cậu. Rốt cuộc trong giờ học cậu nghe giảng thế nào vậy, xương ngực là... Là vị trí quan trọng, quan trọng của hệ hô hấp trong cơ thể con người, bị tấn công nghiêm trọng, sẽ... Sẽ vỡ vụn gây ra khó thở, nếu như xương ngực cắm vào phổi sẽ khiến cho phổi, phổi nát ra, chết chết. Anh ta nói những lời này gần như dùng hết tất cả sức lực. Gương mặt trắng bệch khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi trong lòng. Thầy đừng nói nữa, đừng nói nữa, thầy chịu đựng một chút. Chịu đựng một chút đi." Dương Thủ run rẩy nói. "Không được, cậu học hành không tử tế, quá quá làm mất mặt tôi." Dương Tụ gật đầu như gà con mổ thóc giọng nói không khống chế được mà nghẹn ngào, đúng em làm thầy mất mặt đợi thầy khỏe rồi. Thầy lại phạt em đi. Lâm Hoài yếu ớt sầm mặt lại, binh lính không có quy củ, không hiểu, không hiểu kỷ luật như cậu, tôi đây không cần, quá, quá mất mặt. Dương Thụ nhớ đến những chuyện thời gian trước mình làm với sĩ quan huấn luyện này, trong lòng càng thêm khó chịu anh ta không nghe lời như vậy, mở miệng là chống đối không nói, thậm chí vì chuyện của nhất nhiên mà còn túm cổ áo sĩ quan huấn luyện phát tiết tâm tình bất mãn của mình. Trời ơi, sao anh ta lại tệ hại như vậy? v k e b t r u i e n o n l i n e c o m Nhưng cho dù tệ hại như vậy, vào thời điểm nguy hiểm nhất, sĩ quan huấn luyện của anh ta vẫn không màng gì cả cứu anh ta. Chương 1010. Chết vì quân phục là vinh quang của tôi, chuyện này khiến Dương Thụ vô cùng kích động, đáy mắt đầy ánh nước, anh ta dựng ba ngón tay lên thề, sẽ không đâu, sẽ không như vậy nữa, đợi thầy khỏe rồi. Em nhất định tuân thủ kỷ luật, em thề, em thề. Lâm Hoài khẽ bật cười, bỏ đi, thề với sĩ quan huấn luyện mới của cậu đi. Sau khi nói xong, anh ta phun ra một ngụm máu, máu theo cằm chảy dài xuống miệng anh ta đầy máu tươi, ngay cả răng cũng bị nhuộm thành màu đỏ làm cho Dương Thụ hoàn toàn sụp đổ. Anh ta quỳ xuống trước mặt Lâm Hoài, bi thương khóc lên, "Em xin lỗi, em xin lỗi. Em xin lỗi, em không nên cố ý làm thầy tức giận. Em xin lỗi, em không nên mở miệng là chống đối thầy. Em xin lỗi, em không phải là một binh lính có thể để thầy cảm thấy tự hào. Em xin lỗi." Những cảnh trong quá khứ hiện lên rõ mồn một trước mắt, trong ký ức của Dương Thụ, hình như mình chưa bao giờ tôn trọng Lâm Hoài, lần nào cũng làm Lâm Hoài tức giận không kiềm chế được. Nhưng bây giờ, tất cả đều sắp không còn kịp rồi. Không còn kịp rồi. Tiếng khóc bi thương của Dương Thụ làm khóe mắt Lâm Hoài cũng ươn ướt, nhưng anh ta nhanh chóng sầm mặt lại, dùng hết sức mắng, khóc cái gì, làm quân nhân có thể chết vì quân phục. Là vinh quang của tôi. Không được khóc, em em không khóc có phải thầy, có phải thầy sẽ không chết không? lời nói ngây thơ của anh ta làm lâm hoài cười đến mức ho khan khụ khụ. sao tôi lại có bình lính như cậu chứ? cậu nhìn người ta đi bình tĩnh biết bao tốt xấu gì cậu cũng là một nam binh. sao mà không bằng một nữ binh? nói tới đây anh ta cố gắng mở to hai mắt nhìn về phía nhiếp nhiên đứng im lặng ở đó. nhiếp nhiên nặng nề nhìn trầm trầm lâm hoài trong mắt mang theo vẻ kỳ lạ và phức tạp dương thủ thấy nhiếp nhiên bình tĩnh như vậy thì trong lòng cũng chấn động mang theo mấy phần mong đợi hỏi có phải cô nghĩ được cách gì cứu thầy ấy rồi không nhiếp nhiên hoàn hồn lại im lặng lắc đầu phát súng này bắn vào chỗ hiểm cô không phải là thần y làm sao có thể có cách làm sao có thể cô bình tĩnh như vậy nhất định là có cách dương thủ thấy cô lắc đầu lập tức kích động sắc mặt nhiếp nhiên u ám lạnh lùng cô nói nếu như nước mắt của tôi có thể cứu anh ta tôi nhất định sẽ khóc nhưng rất đáng tiếc nước mắt của cô không có tác dụng gì còn sẽ khiến cô mất nhiều nước hơn nữa kiếp trước cô nhìn sống chết quen rồi ngay cả mình cũng là người đã từng chết một lần cho nên không có cảm nhận gì quá lớn đối với cái chết nhưng thầy ấy đã cứu cô dương thụ thấy cô nói vô tình như vậy giận dữ đứng lên vậy tôi đền cho anh ta nửa cách mạng cô dương thụ vô cùng tức giận lúc này rồi mà cô còn nói đùa à nói đùa không đây không phải là đùa Lâm Hoài nhào tới cứu mình và Dương Thụ, theo lý mà nói mỗi người nợ anh ta một nửa. Nhấp nhiên từ trước đến giờ không nợ ai bất cứ chuyện gì, nếu như Lâm Hoài thật sự muốn trả, cô có thể trả. Nhìn đôi mắt hờ hững của nhấp nhiên, Lâm Hoài lắc đầu, không, không cần cô đền, thằng, thằng nhóc này, sau này ở quân khu 2, cô quan tâm nó nhiều hơn. Dương Thụ gân cổ cự tuyệt nói, em không cần cô ấy quan tâm. Lâm Hoài cố gắng gom hết chút sức lực cuối cùng, chỉ hận rèn sắt không thành thép mắng, ngu xuẩn. Năng lực của cô ấy, vượt xa cậu, nếu cậu muốn bảo vệ cô ấy, vẫn cần cố gắng hơn mới được. Đừng tưởng là tôi không nhìn ra tâm tư của cậu.